Đây là vô thượng, đây là giờ đọc tụng pháp chư hiền giả lắng. Cúi đầu đảnh lễ đấng từ tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường. Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành, lánh giữ lợi quần sanh. Iti piso phagawa arahang Sammasambuddho vinca charanasampanno sugato Lokavidu anuttaro purisa dhammasarathi santhade Vamanusa-nang-bhuttho-phagavati. Hồng danh Phật nhiệm màu ứng cúng, chánh biến tri minh hạnh đủ đầy, ơn đức thiện thệ cao dày, bậc thế gian giải chỉ bài chân tâm, vô thượng sĩ đoạn mầm ách phược, bậc trọn lành điều ngự trượng phu, trời người quy phục đạo sư, bậc thế tôn hiển chân như độ đời. Sakkato Phagavata Thammo Sandinthiko Akaliko Eipasiko Obanayiko Bancham Tăng Vê Đi Tâm Bồ Vinh Nhu Hi Ti. Pháp bất diệt cha lành khéo dài, lìa danh ngôn hí luận nghĩ bàn, vượt thời gian vượt không gian, thiết thực hiện tỏ tường, pháp hướng thượng đến rồi thấy rõ, lìa si mê xả bỏ vọng trần, trí nhân ngộ tánh chân nhân, tự mình chứng nghiệm pháp thân diệu thường. Supatipanno Phagavato Sāvakasaṅkho Ucupatipanno Phagavato Sāvakasaṅkho Nyayapatipanno Phagavato Sāvakasaṅkho Sammicchipatipanno Phagavato Sāvakasaṅkho Yadidang Chattari Purisa Yuga Ni Antha Purisa Pungala E Sāvakavato Sāvakasaṅkho Ahunayo Pahunayo Đăng khi nay vô anh cha li ca ra ni vô a nu ta răng puôn nhắc khe tăng lô ca sa ti bậc diệu hạnh thanh văn đệ tử bậc chánh chơn pháp lữ tăng già bậc mô phạm cõi ta bà thân tâm trực hạnh lìa xa luân hồi thành đạo quả bốn đôi tám chúng đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm cung nghinh kính lễ một niềm thánh đức cao cả phước điền dày sâu. Vành đa mi chê tỳ giang sắp bán sắm banh tha nế su ba tính thì tăng xá ri ri ca tha tu ma ha bồ thinh bua tha ru băng xa ca lăng xa đa Vành đa mi chê tỳ giang sắm banh tha nế su ba tính thì tăng Sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thinh bua tha ru băng sa ca lăng sa đa vành đa mi chê tỳ giang sam băng sam băng tha nê ba tính thì tăng Sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thinh bua tha ru băng sa ca lăng sa đa cha ra tham mom hi cha rằng anati to ya thi tham mom hi ya thân anati to ma ra na tham mom hi ma ra năng anati to
sam bê hi mê bi dê hi ma na bê hi na na pha vô vi na pha vô kamma sa com hi kamma da ya do kamma yo ni kamma ban thu kamma pati sarano yang kammang karisa mi kan janang wa ba ba kang wa ta sa do fa wi sa mi e wang am he hi a phin hằng ban cha wen khi tam bang bồ chê mi bùa thăng cú sù mê na nê na buồn nhê na mê tê na cha hô tô mông khăn bông phăng mi la gia tí gia thai đăng mê ca vô ta tha gia tí quỳ na sa pha văn bồ chê mi thăm măng cú sù mê na nê na buồn nhê na mê tê na cha hô tô mông khăn bồm phan mi la gia tí gia tha y đăng mê ca vô ta tha gia tí quý na sa pha văn bồ chê mi sang khăn cụ su mê na nê na buôn nhê na mê tê na cha hô tù mong khăn bồm phan mi la gia tí gia tha y đăng mê ca vô ta tha gia tí quý na sa pha văn sam bê san ta quê ra hon tu su khi ta hon tu ninh đúng ca hon tu âm gia banh cha hon tu a ni kha hon tu đi kha du ca hon tu a đô ga hon tu sam ban ti hi sam minh chanh tu su khi an ta năng ba ri ha răng tu đúng khâm banh ta cha ninh đúng kha và dâm ban ta cha niệm phá gia so cam ban ta cha ni so ca hon tu sam bê bi ba ni no u ca sa ma dâng phận tê quy sùng rằng kha nan tha ya ti sa ra nê na sa ha an thằng ga sa mang na ga tăng u bồ sa thằng và cha ma bạch quá đại đức chúng con xin quy và bác quan trai giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích du ti dầm pi ma văn phành tê quy sùng răng kha nát thà gia ti sa ra nề na sa ha an thằng ga sa măng na ga tăng u po sa thăng gia cha ma bạch quá đại đức chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì ta ti dầm pi ma văn phạn tê quy sùng rắc kha nát tha ya ti sa ra nê na sa ha an thằng ga sa măng na ga tăng u po sa thằng ya cha ma bạch quá đại đức chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ con xin nhường mic lại cho cô Nhật Quỳnh để cô Nhật Quỳnh tiếp tục ạ. Sa thú lành thay cô Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Thầm Mai Dạ, Nam mô Sân Khai Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nickname mà chúng ta không được rõ. Chào cô tôn nữ Khê Ma. Xin chào chị Nguyên Như, chị Nhật Quỳnh, chị Quyến Mộng, Ào Huynh Về Nguồn Cội, chị Hồng Nhật, chị Meta, chị Hiền Hòa, chị Trang Thư, Đạo Hữu Binh Ben, chị Như Quang, chị Trần Đạo, chị Tiên Lạc. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và bác quan trai giới đến đạo tràng Phật hội. Bụt đăng sa năng gà chá mi, con đem hai lòng thành kính xin quy Phật
Đức Mong Sở Năng Cách Chế Hà Mị, hôm nay mới lòng thành kính xin quy pháp. Sẵn Căng Sở Năng Cách Chế Hà Mị, hôm nay mới lòng thành kính xin quy tăng. Đủ tỷ dâm bị vụ đăng sở năng gây chứa hà mị, con em mới lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đủ tỷ dâm bị đắm mong sở năng gây chứa hà mị, con em mới lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đủ tỷ dâm bị sân khẳng sở năng gây chứa hà mị, con em mới lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tạ tỷ dâm bị vụ đăng sở năng gây chứa hà mị, con em mới lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ tỳ dâm bị đắm mật sở năng gây chế hà mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tạ tỳ dâm bị sân khấn sở năng gây chế hà mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bụt thăng sa đa năng gạch cha mẹ, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Đẩm măng sa đa năng gạch cha mẹ, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Sẵn căng sa đa năng gạch cha mẹ, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đức Thế Dâm bị bụt đẳng sa đa năng gạch cha mẹ, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đức Thế Dâm Bi Đâm Măng Sa Ra Năng Gai Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đức Thế Dâm Bi Sẵn Khăn Sa Ra Năng Gai Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Đức Thế Dâm Bi Bất Đẳng Sa Ra Năng Gai Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tất giảm bi đâm măng sa ra năng gai cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tất giảm bi sẵn khăn sa ra năng gai cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tị sa ra na ca hát năng tạ vị côn năng, pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Tê, và chúng con xin vâng. Ba na thi ba ta, về rồi mà đi sẽ có phần năng sa ma đi ya mi. Còn xem bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đinh na na na, về rồi mà đi sẽ có phần năng sa ma đi ya mi. Còn xem bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự trộm cấp Abrahmacharya, về là mình đi sẽ có cái năng samadhiya mi. Còn xem bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự thông dâm musawada, về là mình đi sẽ có cái năng samadhiya mi. Còn xem bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối suramerayamachapamadathana, về là mình đi sẽ khao có năng samadhiya mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say vikalapochana, về là mình đi sẽ khao có năng samadhiya mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự ăn sái giờ nên chạy ghi ta qua đi ta quý su cà đà sân nà ma la gần tha quý lê bà nà tha ra nà mân đà nà quý phu sân nà tha nam, về là mặt đi sẽ khó bất năng sân mà đi giá mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự múa hát tôi càng đền xem múa hát nghe đường càng trang điểm khô bất thôn dồi phận và đeo chàng hoa ôn cha sanh nà ma ha sayam, về là mình đi sẽ khao bất năng samadhiya mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quý tánh xa chỗ nằm ngồi nó quá cao và xinh đẹp. Mana ti ba ta, về là mình đi sẽ khao bất năng samadhiya mi.
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A đình na đa na về đa ma ni xích khả ba đăng sa ma ni gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. A ram ma cha di gia về đa ma ni xích khả ba đăng sa ma ni gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thông dâm. Mô sa qua đa về đa ma ni xích khả ba đăng sa ma ni gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me rayama cha ba ma đa tha na về đa ma ni xích khả ba đăng sa ma ni gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Vì ca là phô cha na về đa ma ni xích khả ba đăng sa ma ni gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sai giờ. Na cha ghi ta quả đi ta vi su ca đa san nam ma la gan tha vi lê ba na ta san nam ang đà na vi phụ sa đa tha na về đà ma ni sức khả ba đăng sa ma di gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát thổi kèn đờn. Xem mua hát nghe đờn càng trang điểm thơ vật thơm dội phận và đeo trạng hoa. Uột cha sayana maha sayana về ramani sikha badang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Y mang ác thăng samang naga tăng vua thập bên nhà tăng u bồ sa thăng y man cha ra tình y man cha đi qua sang sam ma đề qua thi ra khi tâm sam ma đi ya ma. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới tròn đủ tám điều của Phật đã giáo truyền, hầu để vân giữ hành theo cho được trong sạch trong ngày nay và đêm nay. Mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày hiện nay. Mani atthasika vadani upo satasi lavasena imancharating imanchari vasang sadhukang tatuam sammarakitapang. Chư Phật tử, sau khi tôi trì tam quy và bác quan trai giới để tam bảo rồi, phải ra môn giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. A ma phanh tê, và chúng con xin vâng. Sile na sukatinyon ti sile na po kasambadan sile na niputinyon ti tasman silang wiso thaye. Các chúng sanh đi sanh về cõi trời cũng nhờ dị giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dị giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dị giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử có đáng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thu lành thai uất ta mang ghê na quan đề hăng ba đà phẳng sum và ruột ta mang bùa thệ vô khá lý tổ đô sơ bùa thô khả mà tu tăng mà mang. Con đem hết lòng thành kính làm lễ vi trần dĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cuối xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quan đề hăng thầm anh chờ được vị thăng và răng thầm mê vô khá lý tổ đô sô thầm mơ khả mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quan đề hăng sẵn thanh chờ được vị tho tâm ăn sẵn khê vô khá lý tổ đô sô sẵn khô khả mà tu tăng mà măng.
Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Thành Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Sewana cha ba la nang ban di ta nang cha sewana puja cha puja ni ya nang e tang mang kalamut tam mang. Không cần gửi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, cũng để bậc đáng lễ là cung lành cao thượng. Bát thị hu ba đê sa hoa sô cha bùm bê cha ca tập bôn nhá ta an ta sầm ma ba ni thị cha e tăng măng ca la mô ta măng. Ở cư xứ thích hợp, công đức trước đang làm, chân chánh hứa tự tâm là cung lành cao thượng. Bảo hù san chanh cha xìm banh cha huy na yô cha sư xìm khi tô sư phá Sita wa jang mang kalam mut mang. Đa văn nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng. Ma ta bi tu upat tha nang bụt ta đà ra sa sang ca hô a na ku la cha tâm man ta e tăng măng ca la mô ta măng. Hiếu thuận bậc sinh thành, dưỡng dục vợ và con, sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Đà nành cha thầm ma cha vị dạ cha nhà tất ca nành cha sang tổ hồ na văn cha ni tâm ma ni e tăng măng ca la mô ta măng. Bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, giữ chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng. A ra ti vi ra ti ba ba ma cha ba na cha san nha mô ba ma đô cha thầm e su e tăng măng ca la mô ta măng. Sở ly tâm niệm ác, chế ngự không say xưa, không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng. Gà ra vô chà ni qua tô chá sanh tu thi chá cà thanh yu ta cà lê na tham ma sá quà năng e tăng măng ca la mô ta măng. Cung kính cùng khiêm nhường, chi túc và chi ân đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Thanh ti chá sô quà chá sá ta sa ma na năn chá đạt sá năng cà lê na tham ma sá cà chá e tăng măng ca la mô ta măng. Nhẫn nhục lời nhu hòa ý kiến bậc sa môn, tùy thời đàm luận pháp là khúc lành cao thượng. Tạp bồ cha brahm ma cha ri yan cha ari ya sa cha na đa sa năng nip ba na sa cha ki ri ya cha e tăng măng ca la mô ta măng. Thiền định sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ quả niết bàn là phúc lành cao thượng. Bồ tha sa lô ca thầm mê hi chê tăng ya sa na căm ba ti a sô căng quý ra yan khê măng e tăng măng ca la mô ta măng. Khi xúc chạm được đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Eta disa ne can toa na sambat thamapara chita sambat thaso tinga chan ti tang te sang mang kalamut. Tập mạnh ti nhân sở hành như vậy, không chỗ nào thối thấp, khắp nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Sĩ ya chân ga tha sinh tham mạnh tu sinh tham mạnh tu sinh tham mạnh tùy đăng phá lăng. Ê ta smin ra ta na ta ya smin sam ba sa da na chê. Tạ sô cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu sa thu lành thai ca ra ni ya ma tha ku sa lê na yan tăng san tăng ba đăng a vi sa ma cha sa hat ko u chu cha su hu chu cha su wa chu cha sa ma du a na ti ma ni san tu sa ko cha su kha ro cha a pa kit chu cha san ka vuot ti san ting di yo cha ni ba ko cha a pa ga pho cú lệ su na anu kít thô na cha khúp năng sa ma cha rê kinh chi dê na huynh nhu bà rê u ba qua đại yum su ki no wa kê mi no hôn tu sa bê
sa ta pha quan tu su khi ta ta ye ke chi ba na phụ ta thi ta sa qua ta ra qua ana sa se sa đi kha qua ye hành ta qua ma chi ma ra sa ca anu ca thụ la đi tha qua ye a thi tha ye qua đủ re qua san ti qua đi đủ re phụ ta qua sam pha quê si qua sa bê sa ta pha quan tu si khi ta ta na ba rỡ ba răng ni cúp bê tha na ti mạnh nhê tha ca ta năng kinh chíp giả rỡ sa na ba ti ga sanh nhà nan nhà mạnh nhà sa đúc kha mịch chay ya mã ta ya tha ni văn bụt tăng a dù sa ê ca bụt ta manura khê ê quăng bi sa phụ tê sư mã na sanh hỏa qua dê a bê đi mã năng mẹ tăng cho sa ba lỡ ca smin ma na sam pha qua dê a bê đi mã năng ùa thăng a thâu cho ta đi danh cho a sam ba thăng a huệ răng a sa ba tăng tiệt thăng cho răng thì xin nơ qua sa dạ nơ quả gia qua tát sa quy ca ta mít thở ở ấy là tinh a thịt thay và rằm mà mẹ tăng với hạ răng ý tham ma hữu định thanh trà nô bà gặm bà si lá hoa đa sanh này na sẩm ban nô cả mê xứ quý này và ghê thăng na hi cha tu gặp bà xây văn bú ra tì bú ra tì bú na rê tì tì thiện nhân có đủ đức tài hằng tìm lợi ích tương lai cho mình dọn lòng an tịnh thanh bình tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn giữ lòng chánh trực đoan trang nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang thanh bằng thủ phận an nhàn không ham thế sự tịnh an cõi lòng lục căn chế ngữ nghiêm phòng không cho liều lĩnh luyến mong dục trần mộng là không làm nhớ bận tinh thần tranh lời chê tranh thanh nhân về bình mong cầu tất cả chúng sinh dồi dào hạnh phúc hòa bình sinh nhai cầu cho ba giới loài chúng sanh yêu mạnh văn dài bệnh chung béo gầy nhỏ lớn không cùng hữu tình vô tướng muôn trùng gần xa chữa sanh hoặc đã sanh ra tại điều cộng hưởng hà sa phước lành miệng không lừa gạt dối manh khinh người miệt chúng hư danh trang hiền dầu cho thân thuộc xóm giềng người dân kẻ lạ các miền xa xăm trong cơn phẫn nộ giận thầm cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người như lòng từ mẫu thanh tươi trăm cài ngàn đắng vui cười vì con dầu cho một một còn bảo tồn con trẻ vuông tròn ăn chơi tình thương ghi tạc đời đời tự bi rộng lớn bầu trời thanh thang học đòi từ mẫu gương vàng mở lòng thương xót bủa tràn gần xa chúng sanh trong cõi xa bà thoát vòng khổ não vượt ra luân hồi hàng ngày rải khắp các nơi buồn phương tam hướng gầm trời bao la tâm lòng bác ái vị tha gọi những tư tưởng đậm đà tình thương lòng từ trong sạch như gương không pha ác cảm không vương tư thù cố tâm niệm niệm công phu khi đi khi đứng chuyên tu tham thiền nằm ngồi mặc niệm thường xuyên sưu tầm đạo quả gieo duyên niết bàn đó là phương pháp thế gian, đó là hạnh kiểm đưa đàn vô sanh. Thánh nhân ca tụng tán thành, xuôi dòng thanh vức lữ hành nhập lúa vượt lên đến mức tối ưu, khai thông tuệ nhãn tầm su định đầu. A hàm đạo tuệ gươm màu, đoạn tuyệt tà kiến xả câu dục tình, bất lai cảnh giới hữu hình. Phạm thiên tạm ngự nghiêm minh niết bàn akasatha cha pumatha đệ vanaga mahitika bốn nhân nô anumodan tikirang đặc hành tu sa sa năng akasatha cha pumatha đệ vanaga mahitika
bốn nhang nào anh u màu đan thì chỉ rằng ra khăn từ nô cái ru Akasatha cha phum ma tha đệ quan na ga ma he chi ca bốn nhang nào anh u màu đan thì chỉ rằng ra khăn từ nhà tài vô Akasatha cha phum ma tha đệ quan na ga ma he chi ca bốn nhang nào anh u màu đan thì chỉ rằng ra khăn từ ba ni nô Akasatha cha phum ma tha đệ quan na ga ma he chi ca bốn nhang nô anh u màu đan thì chỉ rằng ra khăn từ nô sa đa chữ thiên ngự trên hư không mà địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều động vương thần lực có nhiều động sinh hoan hỷ phước điều chúng con hồ trì phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài nguyện thuộc tranh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu chúng con vui thú đau màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha gia chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được họ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nguyên Như và Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và họ trì vi giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô Bích Tha và Nam mô Tham Ma và Nam mô Sang Kha và dạ, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức Từ Bi trở lại đạo tràng để ngài điều hợp chương trình học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha và dạ, ngài có nghe được âm thanh con? Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Chư thiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nước nam mà chúng tôi không được rõ. Xin chào cô tu nữ thiền ma, xin chào chư thiền nam tín nữ thiền hữu trí thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu số 10 của hạnh phúc tinh. Trước khi bước vào đề tài sinh hoạt này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường, cung nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành đánh giữ là quần sinh. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường, cung nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành đánh giữ là quần sinh. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường, cung nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành đánh giữ là quần sinh. Tăng Araha đi con được tăng vô tăng Bụt đăng sẽ ra ta nam ma mi tăng cha Bụt đăng y mê istakare hi api pu cha gia mi hồng danh Phật nhiệm màu ứng cúng chánh biến tri minh hạnh đủ đầy đức ân thiện thể cao dày bậc thế gian giải chỉ bày chân tâm vô thượng sĩ phát thân tình diệu bậc trùng phu điều ngược độ sanh thiên nhân sư đấng cha lành Phật đà toàn giác thế tôn trong đời. Tăng so kha ta di con sang yo tăng tham mang sẽ là sai nam ma mi tăng cha tham mang y mê hi sakare hi api pu chạy gia mi pháp vi diệu cho lành kéo dài lìa chân ngôn giác ngộ hiện tiền vượt thời gian chứng vô biên là đại ngộ phát nhiên liễu tường đạo vô thượng đến rồi thấy rõ hướng thượng tâm thoát khỏi vòng trần trí nhân từ ngồi giả chân diệu thường tịnh lạc pháp ân nhiệm màu tăng sân kha ta đi con lực tăng vô tăng sân căn sẽ là ta nam ma mi tăng cha sân căn y mê hi sakare hi api pu cha gia mi bậc diệu hạnh tinh văn thế tử bậc trực hạnh pháp tử thiền gia như lý hạnh tăng già bậc chân chánh hạnh dưới tòa thế tôn
thành đạo quả bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cùng nghinh kinh lễ một niệm, thỉnh chúng vô thượng Phật điện thế gian, ra thành ác thế giới quần đà mỹ. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, nguyện cầu hồng ân tam bảo tùy từ gia hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tán dương ân đức tam bảo đã xong, bây giờ chúng ta đi vào cái câu số 10 của hạnh phúc kinh. Chúng ta xin đọc trước. Nhất đoạn này. Chúng ta bắt đầu. Uthasang lo các thầm mê hi chích tăng giá sa la cầm bát tí a sô cần vi ra chăng khê măng. Khê măng, khê măng, khê măng, đây khê má ha. Khê má thêm số 5 nữa là thành ra cô tu nữ khê ma luôn ha. Xin kênh Nhật Quỳnh ơi. Aso cần quý ra chẳng khê măng, chứ không phải là khê má ha. Chính là dùm ha. Rồi ê tăng măng khá la mút tạ măng, chính là dùm câu số 10. Đúng rồi, đúng rồi. Chị khê măng chứ còn đọc khê má là nhiều khi. Chị mà có dấu chấm. Sao kỳ kỳ vậy nè. Chắc xin nhiều qua. Uthasalo ca thầm mê hí là được ha. Chittang yasana cầm bát tí. Cầm bát tí chứ thiếu gì tí rồi. Câu số 2. Chittang yasana cầm bát tí. Alo, thiếu một chút. Là chính là dùng câu số 10. Rồi. Thiếu chữ tí là có người kiện. Xin lặp lại ha. Còn nghe câu bì này chứ. Uthasa lo ca thầm mê hi chích tăng giá sanh cầm bát tí a sô cần quý khê măng tăng măng ca la mút tăng măng. Rồi xa tu xin nhiều vàng. Rồi quý vị câu cuối cùng á, đã câu đã chỉnh sửa ổn định ha, quý vị coi như copy đi hoặc là coi lại câu đó ha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu coi như học trước ha. Rồi sẽ sinh hoạt câu hạnh phúc này, câu số 10 này. Bây giờ chúng ta xin đọc nhé. Uthasa lo ca thầm mê hi chích tăng giá sanh cầm bát tí a sô cần quý ra chẳng khê măng ê tăng măng ca la mút tăng măng. Đọc lại. Uthasa lo ca thầm mê hi chích tăng giá sanh cầm bát tí a sô cần quý ra chẳng khê măng ê tăng măng ca la mút tăng măng. Uthasa lo ca thầm mê hi chích tăng giá sanh cầm bát tí a sô cần quý ra chẳng khê măng ê tăng măng ca la mút tăng măng. Một, tâm không sao động vì pháp thế gian. Hai, không có sự uất ức. Ba, dứt khỏi tình dục. Bốn, lòng tự tại. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Ở đây chúng ta học và đi vào nội dung, rồi chúng ta sẽ áp dụng trong cuộc sống. Cho nên mỗi cái đề tài có một cái cách sinh hoạt riêng. Ở đây tại sao không có đi sâu vào chi tiết
của Pali mà chúng ta chỉ đọc thôi, học và hành. Chúng ta xin đọc lại lần nữa ha, rồi mời quý vị đọc ha. Puttasalokathammehi cittang yasanakam bati aso kang virayam kemang etang mang karamuttamang. Một, trong không sao động vì pháp thế gian. Hai, không có sự uất ức. Ba, dứt khỏi tình dục. Bốn, lòng tự tại. Trong bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Rồi, xin mời bàn tay của quý vị ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin đọc Hạnh Phúc Kinh câu 10. Người ơi, sẽ có một em nghe hả? Cảm ơn cô Như Hoa nghe hả? Mấy em kia không nghe hả? Rồi, đọc đại đi. Phúc Thát Sá Lô Khát Thầm Mê Hít Chích Tăng Giác Sá Khầm Phát Tí Ác Sô Khăn Quý ra chẳng khề mạng ê tăng mạng gà la múc ta mạng phúc thác sô khát thầm mê hít chích tăng giá xa khầm phát tí ác sô khầm quý ra chẳng khề mạng ê tăng mạng gà la múc ta mạng phúc thác xa lô khát thầm mê hít chích tăng giá xa na khầm phát tí ác sô khầm quý ra chẳng khề mạng ê tăng mạng gà la múc ta mạng phúc thát thát sa lô khát thầm mê hít chích tăng giác sa na khầm phát tí át sô khầm quý ra chẳng khề mằng ê tăng mằng ga la múc ta mằng. Một, tâm không sao động vì pháp thế gian. Hai, không có sự uất ức. Ba, dứt khỏi tình dục. Bốn, lòng tự tại. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Con đọc xong rồi, con có sai, xin sư sửa. Con nhường máy rồi, đạo tràng. Sư lâu lắm rồi, con mới nghe sư con mới nghe chó sủa lại sư. Thường là chó sủa, sư có những điều làm đây. Thứ nhất là sư nạt con chó, nói ồn, im, đi ra. Thứ hai, sư nói, để ra đóng cửa hả? Thứ ba, sư nói chắc là có khách. Thứ tư, sư không làm gì hết, sư kệ cho nó sủa đi. Con nhớ như vậy đó. Còn già gái thì sư chịu thôi, tại nó đâu có lên tới phòng đâu, nó ở ngoài đường mà. Dạ, cái lớp quý sư là lớp đặc biệt nhất trên thế gian này đó, có một không có hai đó sư. Con xin trả máy lại, mở nhọn chút đỉnh cho sư lại nhà. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Nhật Bình kính chào đạo tràng và cảm ơn Như Quang cho Nhật Bình biết được tín hiệu, và con xin được đọc bài đọc câu số 10 của Hạnh Phúc Kinh ạ. Dạ, cảm ơn Như Quang cho bài học. Puttasalokathamme hi cittang yasanakambati asokang vì ra chẳng thể măng ế tăng măng gây là một ta măng hụt sát xa lỡ cả thầm mê hít chít tăng và xa nạ cầm bà tị ả sổ căng vì ra chẳng thể măng ế tăng măng gây là một ta măng hụt sát xa lỡ cả thầm mê hít chít tăng và xa nạ cầm bà tị ả sổ căng vì ra chẳng thể măng ê tăng măng ga la mút ta măng. Nhật cho con đọc lên lần nữa, có lẽ con sai cái chỗ này rồi. Dạ, con xin đọc lên lần nữa. Phút tha sa lơ ca thầm mê hi chít tăng giác sa na cầm bát tí a sơ căng vi ra chăng thề măng ê tăng măng ga la mút ta măng. Một, tâm không sao động vì pháp thế gian. Hai, không có sự uất ức.
3. Dứt khỏi tình dục. 4. Lòng tự tại. Cả 4 điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Dạ con có đạo sai, nhờ Ngài chỉ dạy cho con. Dạ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng ạ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Con kính định lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính lễ cô Khe Ma. Con kính chào đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn Sis Nhật Quỳnh và Sis Như Quang đã cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc bài ra bài câu Pháp Cú Kinh số 10 ạ. Phút thát xa lô ca thầm mê hi chích tăng ya sana cần ta ti ở a so cần vi ya chẳng khề mang e tăng mang galamuta mang phật tha sa lo ca tham mê hi chít tăng ya sana cần ba ti a so cần vi ra chẳng khề mang e tăng mang galamuta mang phật tha sa lo ca tham mê hi chít tăng giác sanh căn, bát thi aso căn, vi ra căn kề kề mang e tăng mang galamuta mang. Dạ con xin đọc bản tiếng Việt ạ. 10. 1. Tâm không sao động vì pháp thế gian. 2. Không có sự uất ức. 3. Dứt khỏi tình dục. 4. Lòng tự tại. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, xin Ngài sửa giùm con ạ. Dạ, con kính cảm ơn Sít Như Quang đã post bài. Niệm từ xin trao mic lại cho đạo tràng. Mời quý vị nào chưa đọc thì lên cầm mic trả bài ạ. Sang khai giá, con kính đảnh lễ thượng tọa Trí Đức, kính lễ cô phụ nữ Khi Ma, kính chào quý anh chị trong đạo tràng và cảm ơn chị Như Quang, chị Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc Hạnh Phúc Kinh đoạn số 10. Puttasalo ca tham mê hi chích tăng giá xá má cầm ba tí a số cần vi ra chăng khê măng ê tăng măng gá la mút ta măng bút thát xá lô ca thầm mê hí chích tăng giá xá ná cầm ba tí a số cần a số cần vi ra chăng khê măng ê tăng măng gá la mút ta măng tát xá lô ca thầm mê hí chích tăng giá xá ná cầm bá tí á sô căng ví ra chăng khề măng ê tăng măng gá la mút ta măng. 1. Tâm không sao động vì pháp thế gian. 2. Là không có sự uất ức. 3. Dứt khỏi tình dục. 4. Lòng tự tại. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Dạ con đã đọc xong, con xin gửi mic lại cho đạo huynh ạ. Đạo huynh xin cảm ơn của toàn đạo. Dạ cảm ơn quan cho biết tín hiệu. Dạ cảm ơn của toàn đạo lần nữa. Dạ, đạo huynh xin đảnh lễ kính chào sư Trí Đức. Dạ, kính chào cô Nhật, chào cô Meta, chào cô tu nữ Khe Ma, cũng như tất cả anh chị em trong đạo tràng thân mến. Dạ, đạo huynh xin đọc câu Hạnh Phúc Kinh, câu số 10. Dạ, Phút Xá Lô
tham mê tăng chí ác tu căn quý chẳng khê năng e tăng măng ga la mút tá năng phút thách xá lô ca tham mê hí chích tăng yết xá ná căn bát sô căn quý ra chẳng khê năng e tăng măng ga la mút tá năng phút tha xá lô ca tham mê hí chít tăng yát xá na căng bát tí á sô căng quý ra chăng khê năng e tăng măng ga la mút tá năng. Tiếng Việt dịch không sao động vì pháp thế gian. Không có sự uất ức, dứt khỏi dục, lòng tự tại, cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, nhận biết là cho người kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thamma Giá, Nam mô Sangha Giá. Và con xin kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Con xin kính lễ cô tu nữ Khe Ma và con xin kính chào đạo tràng. Và Nguyên Như sẽ trả bài câu số 10 ạ. Phuttassa loka thamme hi chích tằng giá sa na cầm bá tí á sô càng quý vá chàng khề măng ê tăng măng gá lá mút tám măng phút thát xá lô cá thầm mề hí chích tăng giá xá ná cầm bá tí á sô cằn quý rà chăng khê măng ê tăng măng gá lá mút tám măng phút thát xá lô cá thầm mề hí chích tăng giá xá ná cầm bá tí á sô cằn quý rà chăng khê măng ê tăng măng gá lá mút tám măng. Một, tâm không sao động vì khắp vì pháp thế gian. Hai, không có sự uất ức. Ba, dứt khỏi tình dục. Bốn, lòng tự tại. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Và con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Dạ, con kính lễ ngài, con kính lễ cô tu nữ Khê Ma cùng chư tôn đức ngay trong đạo tràng. Dạ, con kính đạo toàn thể đạo tràng. Dạ, nãy giờ cái mạng của con nó té lên té xuống rồi con mới vào lại được. Con cảm ơn đạo tràng đã cho biết là đã nghe âm thanh rõ. Dạ, con cũng xin trả bài câu hạnh phúc kinh số 10. Phút thát cá đầm mê hi chích tăng giác xá ná cầm bát tí á sô căng quý ra chăng khê măng ê tăng măng gá lá mút tá măng. Phút thát xá lô cá đầm mê hi chích tăng giác xá ná cầm bát tí á sô quý ra chẳng khề măng ê tăng măng gá lá mút tá măng. Phút thát xá lô cá đầm mề hi chích tăng giác xá ná cầm bá tí á sô căng quý ra chẳng khề măng ê tăng măng gá lá mút tá măng. Một, tâm không sao động vì pháp thế gian. Hai, không có sự uất ức. Ba, dứt khỏi tình dục. Bốn, lòng tự tại. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng.
Dạ con cũng xin nhường mic lại cho người kế tiếp. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ cô tu nữ Khê Ma, kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni, dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Như Quen. Dạ con cảm ơn cô Như Quen đã post bài. Dạ con xin đọc Hạnh Phúc Kinh câu số 10 ạ. Phut-tha-sa-lo-ka-tham-me-hi-chit-tang-yat-sa-na-kam Pati-a-so-kang-vi-ra-chang-khe-mang-e-tang-mang-ka-la-mut-ta-mang Phut-tha-sa-lo ka tham me hi chit tang yasana kam pati aso kang guira chang khe mang e tang mang galamutta mang phut thasalo kang tham me hi chit tang yasana kam pati aso kang guira con đọc lại ạ. Phut thasalo kang tham me hi chit tang yasana kam pati aso kang vira chang khe mang e tang mang galamutta mang. Một, tâm không sao động vì pháp thế gian. Hai, không có sự uất ức. Ba, dứt khỏi tình dục. Bốn, lòng tự tại. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con kính mời đạo tràng. Dạ con có đọc sai, con kính mong sư sửa. Dạ con kính mời cô Phương Nữ Khai Ma ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, thân chào quý đạo hữu. Tôi xin đọc Hạnh Phúc Kinh số 10. Cảm ơn chị Như Hoàng. Phu tha sa lô ca tham mê sĩ tâm dạ sa na kham ba ti a su kham vi ra yang khe mang e tâm ma ga la mu bu ta mang phu ta sa lô ca tham mê hi sít tâm dạ sang na cam ba ti a su kham vi ra yam khe mang e tâm ma ga la mu ta mang phu ta sa lô ca tham mê hi sít tâm sa sa sang na cam ba ti a su cam ri va yung khe nang e tang ma ga la mut ta mang một tâm không sao động vì pháp thế gian. Hai, không có sự uất chế. Ba, dứt khỏi tình dục. Bốn, lòng tự tại. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Con xin trả mít lại cho đạo tràng.
Nam mô Bố Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Thà Giá. Dạ con kính lãnh lại sư trí đức, con kính lãnh lại cô Thầm Lữ Kim Ma, con xin kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh Pháp Cú, câu kinh Hạnh Phúc số 10 ạ. Hút thất xa lô ca thầm mê hê chít tăng giác xa na cầm bát tê á sô càng quý ra chẳng khề măng. Ê tăng măng ra la mút ta măng. Hút thất xa lô ca thầm mê hê chít tăng giác xa na cầm bát tê á sô càng quý ra khề măng. Ê tăng măng ra la mút ta măng. Thassa lo ka tham me he chittang yasana kam patte aso kang vira chang he mang etang mang gala mutta mang. Thassa lo ka tham me he chittang yasana kam patte aso kang vira chang he mang etang mang gala mutta mang. Một tâm không sao động vì pháp thế gian. Hai, không có sự uất ức. Ba, dứt khỏi tình dục. Bốn, lòng tự tại. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Dạ con đã đọc xong ạ, con xin xuống mít ạ. Huynh xin một lần nữa xin kính chào đánh lễ sư trí đức và tất cả anh chị em trong đạo tràng. Huynh đọc xong thì cảm đọc vài chữ đó, do sinh sâu mà học muộn thành thử kính xin phép đạo tràng cho phép đạo huynh đọc lại một lần nữa. Dạ đạo huynh rất là cảm tạ. Dạ cảm ơn Sít Như Quang và Phố Sạ. Phút xá lô cá thầm mê hí chít tăng yat sa na cầm bát tí a sô ra khê măng. Ê tăng măng ga la mút ta măng phút ta xa lộ a tham ý tí chít tăng yát sa na cam ba tí a chăng quý ra chăng quý ra chăng khê năng e tăng măng ta đã măng e chích giá căng dứt sa na cam ba tí a sô càng quý đăng năng e tăng măng ta măng. Dạ đạo huynh xin người một lòng người kế tiếp. Dạ cô thúc. Dạ alo 123 123
À, quý vị con nghe rõ ha. Cảm ơn Huynh Đạo Huynh ha. Hôm nay Huynh Đạo Huynh rất là nhiệt tình. À, bây giờ trong cái câu này à, quý vị thấy là có một cái sự thắc mắc của anh đạo hữu học online, tức là cái từ mà quý ra dân rồi quý ra chân ha. Bây giờ chúng ta làm sáng tỏ chỗ này để học, mà nếu mà nhiều khi á à, quý vị nghi ngờ thì học nó khó vô lắm. Đâu để đây đạo hữu học online có thắc mắc, bây giờ chúng tôi đưa lên cái chỗ này rồi giải thích cho quý vị rõ. À, chúng ta học và hỏi chỗ nào thắc mắc thì chúng ta nên làm sáng tỏ. Chứ còn nếu mà nhiều khi học á, chúng ta cứ lướt qua rồi cái đại bị rồi cái đổ thừa không tốt. Đây đã hữu học online thắc mắc chỗ này. Câu thứ ba, chữ quý rất chân và có chỗ. À, con thấy viết là quý ra dân, như vậy thì chữ nào đúng? À, quý vị còn nghe không? 1, 2, 3, quý vị còn nghe không? Chữ quý ra chân và quý ra dân, hai chữ nào đúng? Cái chữ mà quý ra dân, à, quý ra chân, à, thì cái chữ đầu tiên á, cái chữ mà chúng ta đang học á, quý ra chân à, thì nó đúng hơn là quý ra dân à. Tại sao? Chữ ra chân, ra chá, nó có một cái ý nghĩa à, là dứt khỏi, tẩy sạch à, tẩy sạch. Mà cái chữ à, ra chá à, chữ trước á, à, chữ quý là rời khỏi, xa lìa à, còn đó là một à, tiếp đầu ngữ ha. Còn chữ ra chá, ra chăng á, thì nó có nghĩa là tẩy sạch, dứt khỏi. Mà tẩy sạch, dứt khỏi, cái từ này chúng ta học ở đâu? Quý vị coi lại trong cái cuốn mà của à, trong cái kinh Pháp Cú mà của câu chuyện mà ngài à, Chu La Bánh Thạc Cá. Chu La Bánh Thạc Cá là một cái vị mà học một câu kệ 4 tháng không thuộc. Rồi người anh là một vị trụ trì á, mới đổi tu hành gì anh em với nhau trong một cái chùa quản lý chúng. Mà bây giờ em của mình mà coi như dốt quá, ngu quá, mà coi như học một câu kệ tới 4 tháng mà không thuộc như vậy thì coi như làm cho mình mất uy tín, làm sao mà coi như là hướng dẫn người khác. Cho nên ông anh á à, mới đuổi người em, là thôi về đi, học hành cái kiểu này để mà coi như không xứng đáng là em tao. À, thì người em thì cũng tu lắm, nhưng mà coi như quá khứ đã từng coi như khi dễ người ta, thấy người ta học giỏi rồi cũng có ý mỉa mai, có cái ý nghĩa là thấy người ta siêng, người ta học rồi cái mình coi như thích rồi chọt rồi chê bai, làm cho những cái vị khác coi như bỏ học. À, do cái hành động như vậy mà bây giờ 4 tháng cái quả nó trả, học một câu Phật ngôn mà không thuộc. À, và khi mà coi như cuốn gói đi về thì gặp Đức Phật à, đứng ngay chỗ cổng á. Đức Phật mới hỏi đi đâu vậy? Nhà anh đuổi về. Nghe Đức Phật nói tu theo người anh hay là tu theo, đúng rồi, người anh là một vị A-la-hán chứ. Thì anh là một vị A-la-hán, nhưng mà Đức Phật khởi thì tu theo giáo pháp của Như Lai, hay là tu theo người anh của ngươi. Thì cái ngài Chu La Bánh Thạc Cá nói là tu theo giáo pháp của ngài, nó tu theo giáo pháp của Như Lai thì thôi bây giờ đi vô đây. Rồi bắt vô ngồi trước cái cốc của Đức Phật, rồi Đức Phật mới đưa một cái khăn. Rồi và trong đó có cái từ ra chô, tẩy sạch phiền não, ra chá, ra chân này. Thì cầm cái khăn hãy bò và đưa lên coi. Thì Đức Phật bảo vậy thì cứ làm vậy.
một cái khăn trắng ha, vò vò đưa lên coi mồ hôi nó ra đang thôi à, thì cái từ ráp chá này nó xuất hiện trong cái câu chuyện của ngài Chula Panthaka à, cho nên chữ ráp chá nó đúng hơn là ráp dần ha. Rồi quý vị thấy rằng như vậy nhé. À, tại sao mà coi như tẩy sạch phiền não cầm cái khăn mà là chứng đắc thánh quả A La Hán à, cũng cái nhân trong quá khứ là một cái vị vua khi mà khải hoàn trở về à, ngất ngưỡng trên chiến thắng đi dạo quanh thành phố và mệt mỏi thì mồ hôi một kề đổ mới lấy một cái chiếc khăn trắng ra lau mồ hôi. Khi lau mồ hôi rồi dồn cái khăn cái thấy nó đang thui à, vị này mới phát sanh lên vô thường tướng, tức là tướng về vô thường. Khăn nó đẹp đẽ như vậy mà bây giờ nó đen à, thì cái vị này mới có một sự kinh cảm, một sự kinh cảm. Và trong cái sự kinh cảm đó à, vị này cảm thấy chán ngán. Chính sự chán ngán đó là cái nhân để rồi bây giờ cầm cái khăn cũng chùa mồ hôi tẩy sạch phiền não, và trong tâm của vị này không còn lưu một cái gì bận nhờ à. Thì do cái nhân của quá khứ mà cái quả bây giờ Đức Phật cũng đưa ra cái khăn như vậy, cho nên thấy quen quen rồi vị này đã quán về vô thường và chứng đắc thánh quả A La Hán. Thì cái từ ra chá nó đúng hơn là ra giá ha à, rồi như vậy là chúng ta trong cái bài học hôm nay quy ra chằng nó đúng hơn là quy ra dần. Rồi thôi bài hãy đi vào cái đề tài này ha, hãy đi vào đề tài này bởi vì còn 19 phút nữa à, còn 19 phút nữa à, rồi cái câu này bài học nữa lên đi để đọc lại, để đọc lại rồi sẽ đi vào cái nội dung. Hotasalo các thầm mê hít chít tăng giá sanh nắc cầm bát tia sô cần với rác chẳng kề mằng e tăng mằng các lâm mô tăng mằng. Một, tâm không sao động vì pháp thế gian. Hai, không có sự uất ức. Ba, dứt khỏi tình dục. Bốn, lòng tự tại. Có bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Và hôm nay thì chúng ta trong cái câu đầu tiên, số 1, tâm không sao động vì pháp thế gian. Phú thát sở lô các thầm mề hi à, với cái câu này, với cái câu đầu tiên này à, chúng ta triển khai để đem lại sự hạnh phúc à, trong cuộc sống của chúng ta. Hotasalo kathammehi, một tâm không sao động vì pháp thế gian. Mà pháp thế gian đó là cái gì? Rồi cái câu này có ý nghĩa làm sao? À, cái lễ ngày Phật thành vị giảng sư của chúng ta đã đến đạo tràng rồi. Chúng tôi xin tóm tắt ha. Cái câu này có ba từ à, có ba từ mà chúng ta cần phải chú ý à, tức là nếu mà một cái lối dịch khác á, một cái lối dịch khác á, thì tâm không sao động vì pháp thế gian. Thì ở đây cái từ lô cá này à, rồi thăm má này, rồi chữ căm bạch tí à, những cái từ này nói lên cái ý nghĩa thế nào. Chữ lô cá có nghĩa là hư hoại, tiêu diệt, tan rã à, ý nghĩa của nó rất là đúng, bởi vì cái thế gian này có gì là bền vững lâu dài à, mặc dù là núi non sông bể à, thì nó cũng có thể thay đổi hay là bị tiêu diệt. Chữ Lokathamma là pháp thế gian, nó có tất cả 8 điều ở trong thế gian hay là ở trong tâm của con người. Vì con người còn luân hồi trong tam giới à, cho nên pháp ấy gọi là thế gian pháp hay là pháp thế gian. Cái từ kambati à, cái từ kambati có nghĩa là rung động à, đây là một cái động từ
Bởi vì tâm của con người còn phiền não bị tám pháp thế gian nó làm cho sao chuyến, lay động, lay chuyển, nên không bao giờ mà nó ở yên được. Vì cái tâm rung động bởi các pháp đó, cho nên người lo chạy theo nó, tìm về vì chưa có hay là kiếm lại những cái gì đã mất, hoặc là sợ bị mất, cho nên lo mà giữ thủ. Cái nguyên nhân sinh ra khổ, bởi vì khi được cũng khổ mà khi mất cũng khổ. Khi mà mất thì khổ đã đành, nhưng mà khi được là mất công gì giữ, sợ bị mất. Tám cái pháp thế gian, có những cái pháp mà mình không thích, không ưa, cho nên mình không muốn cho nó đến với mình. Cố gắng, cố hết sức không cho nó đến, nhưng mà nó vẫn đến. Gác thứ nào được trời trao cái thứ đó. Tám cái pháp này nó giống như là cái lưới, còn chúng ta giống như là con cá nó ở trong lưới, cho nên không thể nào mà thoát được nó. Bởi vì chúng ta có thể chia ra làm hai ha. Chỉ la vô là được lợi nè, rồi bên kia thì a la vô là mất lợi, gia sô là được danh, a gia sô là mất danh, ba sang sa được khen, và ninh đa thì bị chê, su khá được lạc, và đúc khá bị khổ. Cái nick mà su khá đúc khá hay đến với rung của chúng ta là hên xui, là được và mất. Trong tám cái điều này, bốn điều chúng ta ưa thích mà bốn điều thì chúng ta chán ghét. Ham mê hay là ưa thích bốn điều, tức là được lợi, được danh, được khen, được lạc. Vì ưa thích cho nên chúng ta chạy theo nó cho đến nỗi quên đi cái già và cái chết đã chực chờ chúng ta. Chúng ta quên rằng những cái gì mà ta ưa thích ta chưa đạt mãn thì khi mất đi, hay là ta bỏ lại nó để mà ra đi, thì không có đem theo được cái gì cả. Bởi vì chúng ta thiểu trí, không nhận thức được vô thường, khổ não, vô ngã, cứ chạy theo các pháp đó. Thường thì thương tiếc buồn rầu vì những của cải không phải là ta, mà cũng phải là của ta, cũng phải nó trung thành với ta đâu. Thì ở đây cái từ thế gian nghĩa là tan hoại. Làm sao mà tìm được một cái điều trung thành với chúng ta được? Con người vì tám cái pháp thế gian này nó chi phối, cho nên giết hại lẫn nhau. Và đó cũng là cái nhân mà có một cái sự tranh cãi giữa cá nhân, gia đình, xóm làng, rồi xứ này xứ nọ, cho nên thế gian thường bị chiến tranh tiêu diệt. Chắc là trật kỷ thì không có cái gì gây ra thảm họa cho chúng ta hơn là tám cái ngọn gió đời này. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta không nên rung động, sao động vì những cái pháp thế gian. Ý nói là không nên để cho nó ngự trị, lung lạc cái tâm của chúng ta. Như vậy thì của tha sở đồ các thầm mê, tâm không sao động vì pháp thế gian. Tức là khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm, đó là hạnh phúc cao thượng. Rồi thời gian còn lại, xin mời quý vị có ý kiến. Alo, cái điều này khó chứ không phải dễ nghe ha. Bởi vì bất cứ cái gì chúng ta cũng muốn đưa cái bản ngã của chúng ta vào. Cái pháp nó đến nó đi, nó chỉ là pháp, nhưng mà thật sự là chúng ta muốn có sự hiện diện, sự có mặt của chúng ta trong đó. Cho nên cái ngã chúng ta càng cao, càng lớn, càng to, càng bự bao nhiêu thì nó té càng nặng. Cái ngã của người ta nói, cái lớn tuổi rồi mà cái bị té lên té xuống rớt mạng ha, lên mạng thì coi như mất mạng, lên nét thì mất nét.
sinh ra như cũng nói tế đầu quá à, thì chúng ta thấy khi mà sinh hoạt được một sự bình thường là một điều khó, nhưng mà thế lên với sinh hoạt thấy cũng chán nản, đó là những pháp thế gian chi phối chúng ta à, chúng ta muốn một cái sự bình an nhưng mà muốn là một điều khó, cho nên cái gì nó đến cái để cho nó đến, cái gì nó đi cái để cho nó đi, đừng có nắm bắt, đừng có mong cầu, hãy nhìn vào nó để rồi lần sau chúng ta có được một chiều sâu, và nó đến chúng ta cứ tỉnh bơ ha, chai lì và chúng ta cảm thấy là nhẹ nhàng hơn ha. Rồi quý vị có ý kiến sao à, mời sĩ Nguyên Trang đi à, nhất là những người mà bệnh ha, những người thấy được cái sự khổ đau của chính thân xác của mình thì cái tâm của mình à, nhìn như vậy thì cảm thấy rằng có cảm thấy bớt đau hay không, hay là khổ quá rồi la làng lên à, bỏ uổng lắm hả trời, vậy bây giờ thằng thần cái phận cái gì bệnh hoạn cũng chi phối con người, thì bây giờ trong cái sự đau khổ đó mình có chai lì với nó hay không, hay anh là nhìn vào cái khổ đó để rồi mình bớt khổ hay là càng khổ thêm, chứ ông trời không có giúp gì hết à, ông trời không có giúp gì hết, mà tự mình vì những cái pháp thế gian này nó chi phối nó đau, mình nhìn vô cái đau để coi cái nó đau tới cái mức độ như thế nào thì mới tìm hiểu ra cái nguyên nhân của khổ nhé tập đế. Rồi mời sĩ Nguyên Trang có ý kiến. Tu theo Phật mà mỗi lần mở miệng ra là trời, cái này thấy là không thích hợp. Rồi cầm micro. Ôi trời, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con Nguyên Trang, và một lần nữa con kính lãnh lễ sư Chí Đức, con kính lãnh lễ sư Pháp Thanh, kính lễ cô Tương Nữ Khe Me, kính lãnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào đạo tràng. Trời ơi, ở trong đây hả, dù cô chú giỏi Phật Pháp, sư không mời, sư kêu con à, có cô Kim nè. Dạ sư hỏi, sư ơi, một nhà con bây giờ cô Nhật Quỳnh ở trong room này, có cô Nhật Quỳnh gặp con rồi nè. Cô Nhật Quỳnh gặp con rồi nè. À, nhưng mà không có ai biết con bệnh đó sư ơi. Đúng không cô? Cô Nhật Quỳnh gặp con, nếu mà cô Nhật Quỳnh gặp con, cô Quỳnh nói chứ trời, Nguyên Trang nhìn khỏe ra, bệnh đâu bệnh. Đúng rồi. Dạ thật ra chứ à, con tỉnh queo à sư ơi. Cái gì đó? À, dạ bệnh nghiệp cũng. Dạ. Dạ con không biết chia sẻ gì hết, nhưng mà con nghĩ là chắc con cũng quen rồi. Nó cũng kéo dài cũng lâu rồi, thì mình nếu mà mình mệt thì mình nằm thôi, nhưng mà tươi rối. Dạ đúng rồi con. Ngay cả những người thân của con á, nhiều khi trong gia đình con họ quên là con là người có bệnh, nhưng dạ nên hả, ở trong nhà con chỉ có mẹ con là nghĩ là con là người có bệnh thôi, chứ xung quanh con là không bao giờ ai nghĩ con là người có bệnh hết. Cái nick này thăm má có vô hà đâu, sao biết Nguyên Trang hay vậy trời. Đó mà con nghĩ là cái cuộc sống đó nhiều khi mình kể nó đi, nó bệnh, nó đuối thì kể nó. Ví dụ như có một lần con bị té rất là nặng, con té mà con đi không nổi luôn, đến hồi mà bác sĩ kêu con đi vô chụp hình mà con không biết làm sao con có thể đi tới. Nhưng mà con té, con nằm khoảng 3 tuần. Sau 3 tuần con nói không, như đó đủ rồi. Thì con nói với cái tâm của con là bây giờ con không sao hết. Bây giờ mày đau kệ mày, con phải ngồi dậy, con phải làm việc
không phải dọn dẹp nhà cửa không thôi, chứ con chịu không nổi. Thì Như mới gọi, Nguyên Như gọi con, Nguyên Như hỏi con đang làm gì. Con nói giờ con đang dọn dẹp nhà, con đang lau nhà. Nguyên Như nói trời, sao mà đau cái mộ mà sao làm nổi, thôi đi nghỉ đi. Con nói it's ok, không sao hết. Thì con nghĩ cái gì, con nghĩ là ăn thua cái tâm mình thôi. Bệnh thì con nghĩ ai cũng có bệnh hết, chứ không phải bệnh nặng mình nhẹ hay ngay cả mình lớn. Thí dụ như nhiều người đi cũng mỗi ngày cũng đau tê nhức mỏi hay cái gì đó. Con nghe sư Thanh Tâm nói ngay cái đau tê nhức mỏi, sư nói là đúng là cơ thể của mình. Hay là con cũng nghe sư Pháp Thanh cũng giảng, thật ra cái cơ thể của mình là mỗi ngày nó già đi từng phút từng giây từng giờ vậy đó, cái cơ thể mình. Nhưng mà mình không có mình không có nhìn nhận nó thôi, mình không có thấy, mình không có để ý, mình không có biết thôi. Nên mỗi lần ví dụ nó đau thì cũng đó là một cái hủy hoại, cũng có thể cơ thể mình nó cũng già dần vậy đó. Thì nên cái đó là cái chuyện bình thường đó, nên con sống với nó và con cũng quen rồi. Dạ, chừng nào á mà thường là các con như có người này người kia tới thì con rất là xung, con kêu gì cũng có con hết. Mà đến hồi mà mọi người mất tích hết rồi đó, hay là mỗi lần con đi chùa con rất là khỏe, mà con về tới nhà là con trở lại hết. Nên cái chuyện mà con mệt hay này nọ con nghĩ không có ai cũng thấy con khỏe nên con không có đuối. Dạ, yeah. Con chỉ biết vậy thôi nha sư, con hết, chỉ con hết biết chia sẻ rồi. Dạ, yeah. Con xin gửi mic lại cho đạo tràng, con kính gửi mic lại cho sư. Dạ, yeah. Kính mời đạo tràng, con xin xuống mic ạ. Alo, 1, 2, 3, có người thì nói là bệnh nhõng nhẽo kìa. Nhưng mà chiếc Nguyên Trang nói là bệnh rất là quen à, ha, rồi cũng có thường. Chính cái đó, cái hay là chỗ đó. Bởi vì chúng ta lặp đi lặp lại và chúng ta coi như nó không có hiện diện trên cuộc đời này. Và chúng ta vượt qua. Cái là dù thân có bệnh nhưng mà tâm không bệnh, cái đó là điều quan trọng ha. Trong tương đối thôi, nhưng mà cái câu này là cái câu tâm không sao động vì pháp thế gian, được lợi mất lợi, được quyền tước mất quyền tước, được khen bị chê, được vui bị khổ. Đó là 18 cái điều này, 4 cái tốt và 4 cái xấu. Mà chúng ta thấy trong cái sự sinh hoạt trung luân của chúng ta, thì cái người mà lên cầm micro ano Shishuka và Dukkha cũng là hai pháp rồi, cũng là pháp thế gian xuất hiện trong room này. Cho nên chúng ta nhìn thấy Shishuka mà cầm micro là ano là thấy là vui rồi ha. Và trong cái sự tu tập, mặc dù bị chi phối vì hoàn cảnh, mỗi lần mà có lên sinh hoạt là cả một vấn đề của Shishuka. Bởi vì trong gia đình khó khăn, nhưng mà sinh hoạt tiên rung này là sinh hoạt lén, nhưng mà rất là nhiệt tình. Cho nên giữa cái vui và cái khổ, bức khá và chú khá, chúng ta thấy một lần đến chùa Ngọc Đạt, và chúng ta thấy rằng cô ta cũng còn trẻ. Nếu mà sư Nhật Quỳnh không giới thiệu chúng ta cũng chẳng biết đâu, cũng tưởng như là bao nhiêu người khác. Nhưng mà khi mà lên tiếng là chúng ta nghi rồi sư Nhật Quỳnh đây là một người coi như lên sinh hoạt trong gương của chúng ta thường xuyên, nick là Đúc Kháo và Thúc Kháo. Sukha và Dukkha. Rồi bây giờ xin Nhật Quỳnh cảm động thế nào cùng mấy phút nữa, đóng góp ý kiến với đạo tràng đi. Rồi xin Quang Trang tỉnh Pháp Sư ha. Dạ sa thú, chúng con hành kính trình thành lễ tri ân ngài Tri Đức ạ. Dạ năm một tha giá. Dạ một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức, con thành kính đảnh lễ Thượng Tòa Pháp Thanh cùng chư Tôn Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ con
Thật sự con rất là cảm động với Sư Khá. Tại vì khi mà cầm cái điện thoại lên mà trả bài thì mắt và tai phải luôn luôn cảnh giác. Và cảnh giác con gặp mà Sư Khá con rất là cảm động. Lý do là Sư Khá bị đập điện thoại mấy lần rồi, nhưng mà tật nào chứng nào tật đó không bỏ đạo tràng. Và nên con cảm động là gì, một người học pháp với tất cả tấm lòng, và thì con thấy điều này là phải nói là cảm động mới đúng. Bởi vì người ta mà gặp khó khăn là người ta bỏ rồi, còn đằng này Sư Khá bị đòn bị đập gì cũng không cần biết, cũng lén lén vào rung. Mà với cái tinh thần học pháp như vậy, mắt tai phải để ý luôn luôn. Dạ, nhưng mà thì ống lúc nào là chạy vô đạo tràng liền. Nên con rất cảm động, bởi khi nào mà con thấy Sư Khá đưa tay là con bằng mọi giá con phải xuống mít liền để cho Sư Khá trả bài. Chứ nếu không 5-3 phút nữa Sư Khá sẽ không được trả bài. Và đây là cái lầm con, mặc dù con mới gặp Sư Khá có một lần thôi, giờ rồi con về Việt Nam, nhưng con rất là cảm động. Mà Sư Khá cũng nhiều nít lắm bạch sư. Và trước đây sư nhớ cái nít là Lục Bình Trôi không? Con cứ nghĩ cái nít mà Lục Bình Trôi này là cùng một người nam. Nhưng mà có một lần chát chát với con mà hỏi con đi về Việt Nam sao, có vẻ như là thân quen lắm. Thì con mà chát ở cái con ở trong Facebook thì con mới nói không biết Lục Bình Trôi là ai mà sao có vẻ như thân quen với Nhật Bình quá vậy. Thì nói là con đây, con Sư Khá đây. Thì phải nói là rất là cảm động đó bạch sư. Sư nhớ cái nick Lục Bình Trôi hay vô rung mình không? Và bây giờ thì đã đấu một phút rồi, kính mời Nguyên Sang thỉnh pháp sư nha. Nam mô Bụt Thầy gia, Nam mô Tham Ma gia, Nam mô Sang Khai gia. Dạ con Nguyên Trang, dạ một lần nữa con kính lãnh lễ Sư Thế Đức, con kính lãnh lễ Sư Pháp Thanh, con kính lễ cô tu nữ Khê Ma, và con kính chào đạo tràng. Xin chào. Dạ con chờ. Cuốn kinh con mới để đi con mất rồi ta. Thì con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã cho con biết được tín hiệu. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lọc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân có tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh Sư Pháp Thanh từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay. Người Phật tử nhận thức ba nguyên nhân của khổ đau. Một, khổ đau do nhân bất thiện trong quá khứ. Hai, sự khổ phát sanh do sở hành phi pháp. Ba, sự khổ phát sanh do định luật cố nhiên. Dạ,
Một lần nữa con kính cung thỉnh bàn tay của sư ạ. Dạ con kính dâng mic cho sư. Dạ hôm nay con thấy cái đề bài rất là hấp dẫn, rất là hay ạ. Dạ con kính cung thỉnh sư Pháp Thanh ạ. Dạ sa thú, dạ con kính dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ma Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, ngài kính lễ ngài trí đức, kính chào quý tôn nữ và quý phật tử. Thì trước khi vào buổi chia sẻ Phật pháp, thì cũng kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý tôn nữ và quý phật tử đang hiện diện, chúng ta lắng tâm thanh tịnh, làm về lễ tam bảo một cách tóm tắt. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya, Namo dhammaya, Namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo rẫn vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn. Ngài đi diệt tận vô minh và phiền não. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp bảo. Pháp bảo là phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đức Pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là Mô Phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể khai ngang, kính chúc quý tu nữ cũng như quý Phật tử luôn luôn khỏe mạnh an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống. Nam mô Bụt Tha Giá. Thì hôm nay là chúng ta học đến cái phần, cái đoạn thứ 10, là cái phần, cái đoạn cuối của 38 điều hạnh phúc. Thì trong cái đời sống thế gian, chúng ta, tất cả chúng sanh ai cũng khổ, từ các cái vị phạm thiên cho đến cõi nhân loại, cho đến tất cả chúng sanh trong tam giới này đều khổ. Cho nên cái chân đế mà Đức Phật đề cập đến là khổ. Tại vì cái khổ này đó là nó hiển hiện, nó hiển hiện trong đời sống của tất cả chúng sanh. Nhưng mà vì chúng ta sợ nó, tìm cách né tránh, che đậy cái sự khổ. Nhưng mà đây là một cái chân đế hiển hiện, không phải chỉ trong hiện tại mà từ quá khứ cho đến tương lai, tất cả các chúng sanh nào còn trong cái vòng sanh tử luân hồi, còn mang cái thân ngũ quẩn là sẽ còn khổ. Thì ở đây nó có ba cái nguyên nhân mà Đức Phật giảng dạy để chúng ta hiểu biết sự khổ, hay là chân lý về sự khổ. Cái khổ đau thứ nhất là do nhân bất thiện trong quá khứ. Thì đây là do những cái sở hành tạo những cái nhân bất thiện mà nó đưa đến
cái khổ đau. Cái thứ hai là sự khổ phát sanh do trở thành phi pháp, tức là cái khổ đau này đó là do những cái nhân bất thiện mà ngay trong đời sống hiện tại chúng ta làm, nó đem đến cái hậu quả khổ đau. Rồi thứ ba đó là cái sự khổ do định luật cố nhiên. Ở đây là định luật cố nhiên, ở đây là định luật về vô thường, khổ và vô ngã. Đó. Thì hai cái sự khổ mà do hành phi pháp trong bất thiện trong quá khứ, và cái sự khổ phát sanh do định luật cố nhiên, thì hai cái này chúng ta không thể nào tránh khỏi. Nhưng mà cái thứ hai đó, sự khổ phát sanh do sở hành phi pháp, cái này là trong đời sống hiện tại. Nếu mà chúng ta biết thì chúng ta có thể né tránh cái sự khổ này. Chính vì chúng ta muốn tránh đi những cái khổ đau trong đời sống hiện tại, chúng ta phải học pháp, là thực hành theo thiện sự thì sẽ tránh bớt được những cái khổ đau. Thì bây giờ sư sẽ từng lượt đi vào chi tiết từng chi pháp. Thì khổ đau do nhân bất thiện trong quá khứ thì biết rằng vô minh duyên cho hành. Chính vì phiền não, chính vì si mê, rồi chúng ta qua cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp bất thiện mà chúng ta đã tạo tác các cái nhân xấu. Chính những cái nhân xấu từ trong quá khứ, cho nên bây giờ chúng ta phải chịu những cái quả, những cái quả dị thục nó phát sinh trong cái đời sống hiện tại này. Cho nên chúng ta phải gánh chịu, có khi cái thân sắc nó không được toàn vẹn, rồi có khi là trong đời sống phải chịu những cái nỗi khổ đau phát sanh do cái tác hại từ những cái nhân xấu nó đưa đến. Cho nên đối với những cái khổ đau này đó, thì chúng ta biết chúng ta phải có cái tâm chấp nhận với những cái khổ đau này. Chúng ta không thể thay đổi được. Chúng ta có thể che án bớt, ngăn chặn cái hậu quả, chứ chúng ta không thể nào mà sửa đổi được. Nhưng trong đời sống chúng ta phải biết để tránh những cái nhân bất thiện. Do đó cái sự khổ thì chúng ta phải hiểu biết một cách rõ ràng để chúng ta mới tránh khỏi. Thì ở đây có nhiều khi không biết, rồi chúng ta cứ cái sự khổ nó phát sanh thì mình cứ đổ thừa cho cái nghiệp báo. Nhưng mà không phải tất cả đều là do nghiệp báo, chỉ những cái nhân xấu nó trổ quả thì đó là từ cái nhân bất thiện từ trong quá khứ. Cho nên chúng ta hiểu biết như vậy, có những cái khổ đau mà chúng ta không thể nào tránh khỏi, chúng ta phải chấp nhận, chúng ta biết giống như trả được một cái món nợ, trả được một cái mối nợ. Bây giờ mình đã dai, thì bây giờ chủ nợ người ta đến ta đòi, chúng ta phải hoan hỷ để trả món nợ này.
À, giống như hồi hôm qua chúng ta học cái câu Pháp Cú Kinh. À, bây giờ cái nhân xấu từ trong quá khứ đến hồi nó trổ quả thì không ai có thể tránh, dù là bậc thượng thủ thinh văn à, với thần thông như vậy đó, nhưng mà ngài cũng chỉ phải chấp nhận để trả những cái quả nghiệp còn dư sót khi còn mang cái thân ngũ quẩn à, nhưng mà ngài đã dùng cái quá tâm minh à, ngài mặc dù là bọn cướp nó bầm tan nát hết, nhưng mà ngài dùng cái thần thông để ngài rút cái tâm của mình ra khỏi cái thân xác, và sau khi mà bọn cướp nó bầm tan nát hết rồi đó, ngài mới dùng cái quá tâm minh nữa để gom tái hiện cái thân ngũ quẩn lại, trở về đảnh lễ Đức Phật để đầu xin phép Đức Phật à vô dư niết bàn. Thì khi mà vô dư niết bàn là hoàn toàn chấm dứt những cái khổ đau do cái nhân quá khứ. Thì à, như ngày à, Hiểu Tông nói đó, là bây giờ đó mình chạy trốn, mình trốn ở, tức là những cái nhân quá khứ ở trong à, đã gieo nó không theo kịp, bây giờ ngài đã vô dư niết bàn rồi thì coi như cái đó trở thành là vô hiệu nghiệp à. Cho nên đối với những cái nhân quá khứ thì dù là bậc thượng thủ thinh văn hay là thậm chí đến Đức Thế Tôn à, thì quý vị đọc trong cái bài kinh à, Đại Bát Niết Bàn đó, thì cũng thấy nghĩa là dù là bậc chánh đẳng chánh giác là thiên nhân sư, nhưng mà Đức Thế Tôn cũng phải gánh chịu cái hậu quả từ trong quá khứ à, cái chứng bệnh kiết lỵ à, suốt một cái đoạn đường từ trên đường trở về Cú Xí Na Ga để đến cái nơi mà Đức Phật vô dư niết bàn. Cho nên với những cái nhân xấu này đó, nó đưa đến cái quả ác, cái quả đau khổ trong hiện tại, thì chúng ta chấp nhận à, để hiểu biết rằng đây là cái nợ mà chúng ta phải trả. Thì như vậy đó, cái tâm của chúng ta nó sẽ ít đau khổ à. Rồi cái thứ hai là về cái sự khổ phát sanh do sở hành phi pháp. Thì á, quý vị thấy rằng có nhiều chúng sanh ở trong thế gian này à, cái đời sống của họ đó, họ xu hướng theo những cái điều không tốt đẹp à, những bạn xấu, rồi có cái sở hành phi pháp à, là thân thì sát sanh, trộm cắp, tà dâm à, khẩu thì nói dối, nói đâm thọc, nói hai lưỡi à, rồi à, uống rượu đó, thì đó là những cái sở hành phi pháp à. Khi mà những cái sở hành phi pháp trong đời sống hiện tại thì sao, nếu mà nhẹ thì làm cho mất nhân cách, bị người khác à, chê trách à, mất sự tin tưởng à, không ai tin tưởng những cái người mà có sở hành phi pháp đó. Rồi nếu mà nặng á thì sao à, chính vì những cái sở hành phi pháp này đó, nó đem đến cái tai nạn, bệnh tật, ốm đau cho chính bản thân mình à. Bây giờ cái trường hợp mà à, nhậu say rồi chạy xe không kiểm soát được à, gây ra tai nạn cho người khác hay là gây ra tai nạn cho chính bản thân mình à, thì ở đây đó đừng, không phải là do nghiệp quá à, mà chính cái sở bất thiện trong hiện tại nó đưa đến
À, rồi nếu mà có những cái chứng bệnh ở trong đời sống, à, tất cả bệnh nó đâu phải là do cái nguyên nhân từ nghiệp. À, thí dụ như vì mình ăn uống mình không có kiểm soát, à, mình ăn uống những cái chất gây tác hại đau bệnh, à, hay là hoặc là những cái chất độc. À, quý vị biết rằng có những cái thức ăn nó là cái chất độc, nhưng mà chúng ta vì không biết, si mê thỏa mãn cái khẩu vị của mình, à, có những loại đó là nó mang đầy mầm bệnh, nhưng mà vì mình thích cái món đó, à, rồi mình ăn, à, đem đến cái bệnh tật, à, nó đưa đến cái khổ đau, à, cho cái thân bản thân mình, nó hành hạ, à, đủ thứ chuyện hết. Rồi khi mà mình bệnh tật, mình khổ đau thì sao? Dạ lây cho những cái người thân quyến của mình. À, cho nên á, trong đời sống á, khổ đau này mình biết mà nên tránh. À, mình tránh những cái sở hành phi pháp, à, mình sống trong cái giới luật, à, mình tôn trọng các cái học giới mà Đức Phật đã chế định. Rồi sao đối với ngoài xã hội, à, thì chúng ta tôn trọng luật pháp, à, rồi đối với các cái đoàn thể, à, cái nơi làm việc của mình thì mình tôn trọng những cái nội quy, à, mình sống có khuôn phép, à, không có sống buông thả. Rồi chúng ta thân cận với những cái bạn lành, à, tránh xa những cái bạn ác, à, có cái xu hướng, à, không tốt đẹp. À, thì nhờ như vậy đó, à, trong cái đời sống hiện tại thì chúng ta sẽ tránh bớt được những cái hậu quả gây ra sự khổ đau, à, trong cái kiếp sống. À, rồi chúng ta sống có chừng mực, à, sống một cách hợp lẽ, à, thì khi mà chúng ta sống có chừng mực như vậy đó, à, chúng ta tiêu pha một cách vừa phải, à, thì không có đem đến cái nợ nần. À, khi mà chúng ta mắc nợ nần là nó cũng là một cái khổ. À, mà cái khổ đau này á, đâu phải là do nghiệp. À, tại vì chúng ta không biết sống tri túc. À, chúng ta không có biết lượng cái sức mình giữa cái thu nhập và cái tiêu xài. À, chúng ta đua đòi, à, sống theo, à, cái thời coi như là cái trào lưu. À, chạy theo những cái trang sức, những cái, à, kiểu cách, à, mới mỗi ngày. À, rồi chúng ta không có lương trước được, rồi chúng ta, à, mang nợ nần. Mà khi mà mang nợ nần á, thì chúng ta làm sao bị chủ nợ họ, à, mắng nhiếc sỉ giả. À, rồi nếu mà chúng ta không có khả năng trả thì họ kiện tụng, à, ra tòa rồi mang lấy cái tù tội, à, hay là hoặc là, à, như ở trong kinh hồi đó, à, nhà vua có quyền, à, có quyền tẩn xuất những cái người đó, đuổi người đó ra khỏi độ. À, cho nên á, vì mang nợ nần mà trở thành kẻ tù tội, phải, à, coi như là đi khỏi cái trú xứ, cái đất nước của mình, thì nó cũng là một cái sự khổ. Cho nên những cái sự khổ này đó, nếu mà trong đời sống chúng ta biết á, chúng ta có thể né tránh được. À, chúng ta sống, à, tránh xa những cái sở hành phi pháp, à, sống chừng mực vừa phải, à, rồi tri túc. Rồi một cái nữa là thí dụ như trong đời sống ấy, mình sống một cách
cống cao ngã mạn, có cái lời nói thiếu tôn trọng người khác, gây ra những cái điều quan trái, mình sống khoe khoang, rồi coi như là lập dị thế này thế khác, làm cho người khác người ta không có thích, từ cái chỗ mà người ta gây cái điều quan trái, có khi người ta tìm cách người ta trả thù, thì quý vị thấy rằng trong cái xã hội bây giờ đó có nhiều chúng sanh, họ sống họ không có sự tôn trọng người khác, không có tôn trọng những người xung quanh, chỉ cần vi phạm hay là có cái vấn đề gì nó không lớn, chỉ vì đi trên đường có cái sự đụng chạm cọ quẹt với nhau thôi, nếu mà chúng ta xuống chúng ta nói phải trái rồi đôi bên thỏa thuận với nhau thì cái chuyện nó không lớn, nhưng mà gì á, ai cũng nghĩ mình là có khả năng, tôi thế này thế khác, không sợ ai hết, cho nên là đôi co lời qua tiếng lại, gây nên cái sự mâu thuẫn, rồi từ những cái mâu thuẫn đó đến xô xát, rồi hai người xô xát không á chưa đủ, kéo bè kéo phái, trở thành một cuộc chiến, thì đôi bên người thì chết đi ra nghĩa địa, rồi người thì đi vào nhà thương bệnh viện, rồi người còn sống thì đi vào nhà tù, rơi vào cái dòng lao lý đó, chỉ vì một chút cái chuyện nó không đáng, hai chiếc xe chỉ va chạm cọ quẹt nhau chút xíu mà bây giờ là khổ đau biết bao nhiêu người, chỉ vì cái tánh cống cao ngã mạn, không ai chịu nhường ai, rồi bản thân chịu khổ mà làm khổ lây biết bao nhiêu người. Cho nên đối với những cái khổ mà do cái sở hành phi pháp ngay trong đời sống này, chúng ta phải biết là chúng ta là người Phật tử, chúng ta đã học pháp, hiểu pháp rồi, thì chúng ta nên tránh những cái sở hành phi pháp ngay trong đời sống hiện tại để nó giảm bớt đi cái khổ đau. Nói mà hai cái pháp về cái khổ đau do nhân bất thiện trong quá khứ và cái chi phối cái định lực vô thường khổ vô ngã đó, là chúng ta cũng chịu đựng không sể rồi. Rồi trong đời sống mà chúng ta còn có những cái sở hành phi pháp thì càng chồng chất thêm cái khổ đau. Rồi sao? Rồi mình không biết, mình cứ đổ thừa. Cái người mà không biết Phật pháp thì đổ thừa cho ông trời. Ông trời ăn ở không công bình, bất công. Thế này thế khác đủ thứ mà không biết, mình không biết là do chính mình, do chính mình tạo ra. Gần gũi thân cận với kẻ ác, rồi có những cái sở hành phi pháp. Cho nên ngay trong cái 38 điều hạnh phúc, cái điều đầu tiên hết là Đức Phật dạy là không xu hướng theo kẻ dữ. Không xu hướng theo kẻ dữ, cả hai bên ngoài là bạn ác và bên trong là những cái tâm cống cao ngã mạn, sân hận của mình. Chính vì thân cận xu hướng theo kẻ dữ thì sao, nó xúi dục mình, hay là có nhiều khi mình ai vua theo, rồi đem đến cái sự khổ đau tai hại cho chính bản thân. Đó là những cái khổ đau mà
ngay trong đời sống hiện tại chúng ta tạo, nó đem đến cái hậu quả khổ đau. Rồi cái sự khổ thứ ba đó là sự khổ phát sanh do cái định lực cố nhiên vô thường, khổ và vô ngã. Thì ở đây á, chúng ta biết rằng cái định lực cố nhiên là gì? Vô thường thì luôn luôn là gì? Già, bệnh, chết. Chính vì cái thân ngũ uẩn này luôn luôn thay đổi từng sát na, rồi chúng ta phải chịu đựng cái già, bệnh, chết. Nhưng mà cái bệnh đâu phải chỉ dành cho người già không, những người trẻ cũng vẫn bệnh. Bây giờ quý vị thấy không, hồi trước những cái chứng bệnh như là bệnh tiểu đường nữa, thì những cái người già khoảng chừng 50-60 tuổi trở lên á mới bị, còn bây giờ đó là những cái trẻ, thậm chí có những cái đứa bé nó mới có 7-8 tuổi cũng đã bị rồi. Rồi có những đứa bé đó mới có 11-12 tuổi mà bây giờ phải chạy thận. Những đứa bé mới 11-12 tuổi bị ung thư. Cho nên cái bệnh á là không phải là người già phải bệnh, người trẻ không bệnh, mà bây giờ là tất cả mọi cái, những cái chứng bệnh này á là do cái nghiệp quá khứ một phần, và do cái sự tàn phá, sự thay đổi ở trong cái thân ngũ uẩn chúng ta mà nó đưa đến cái khổ. Rồi sao? Đến đoạn cuối của cái thân ngũ uẩn này là cái sự chết. Cái chết nó cũng là một cái khổ. Tức là sức tàn, lực kiệt. Trong cái thân nó đổ ra rất nhiều cái sự đau đớn. Cho nên khi mà cái cận tử nghiệp nó đến, nếu mà chúng ta có sự tu tập, có sự hay biết, giữ cái niềm lực của mình mạnh mẽ, có trí tuệ, mình hiểu biết, thì như vậy đó, thì nó giảm thiểu đi cái khổ đau. Còn nếu mà đối với những người phàm phu, những hạng phàm nhân, thì vì thiếu cái sự tu tập, không có sự hiểu biết, thì sao? Thì lúc đó cái tâm hốt hoảng, sợ hãi, kinh cảm, rồi vì cái hốt hoảng, sợ hãi, kinh cảm này đó, rồi bám níu vào cái thân bằng quyến thuộc, sợ đi vào những cái cảnh giới khổ đau, hay là thấy những cái hiện tướng kinh khiếp, hãi hùng, làm cho người này là càng sợ hãi hơn nữa. Nhưng mà chính vì cái tâm hoảng loạn, kinh khiếp, sợ hãi đó mà những chúng sanh này đi vào cái cảnh giới không được tốt đẹp, đi vào những cái cảnh giới thấp kém, càng khổ đau trong những cái kiếp bị lai. Cho nên mục đích chúng ta học Phật pháp, rồi chúng ta phải nhận thức những cái khổ đau nào chúng ta có thể tránh được để giảm thiểu cái khổ đau. Rồi chúng ta thấy rằng trong đời sống này, chúng ta đã chặn trách những nhiều cái khổ đau rồi. Khổ đau do vất vả phải mưu sinh trong đời sống hàng ngày, khổ đau do những cái nghiệp xấu, khổ đau do sự tàn phá, thay đổi của thân ngũ uẩn. Cho nên trong đời sống chúng ta nên tha thứ những cái lỗi lầm, những cái lỗi lầm nào mình có thể tha thứ được thì mình hãy tha thứ với nhau.
sống với nhau với tâm tư. Tại vì bản thân người nào cũng khổ đau nhiều hoặc ít, chứ không ai mà tránh khỏi cái khổ đau này. Cho nên chúng ta hãy thông cảm với cái sự khổ đau về cái thân, về cái tâm. Mình bản thân mình cũng khổ đau thì người khác cũng khổ đau, thì thôi chúng ta sống với nhau với cái tâm từ, đối đãi với nhau để chúng ta có cái sự an vui. Đừng có làm hành hạ người khác khổ đau thêm. Đừng có nói những cái lời hơn thua, đừng có nói những cái lời cay độc, đừng có làm cho cái nội tâm người khác phải khổ đau. Rồi cũng tránh đừng có gây tổn hại trên cái sự khổ đau thân xác cho người khác. Chúng ta hiểu biết như vậy để chúng ta sống bản thân mình được an ổn, tránh gây những cái quan trái, những cái sở hành bất thiện mà nó có thể đem đến nhiều cái khổ đau trong đời sống hiện tại. Hoặc là chính những cái sở hành, những cái sở hành bất thiện trong đời sống hiện tại thì đã gây cái hậu quả khổ đau rồi, mà còn phải chịu những cái nhân xấu trong những cái kiếp bị lai nữa. Cho nên trước khi mà chúng ta đạt được cái chân hạnh phúc thì chúng ta phải nhận thức được những cái nguyên nhân đưa tới sự khổ đau. Có những khổ đau chúng ta lấy đó để làm cái đề mục, để quán sát, để cho cái thân nó đau nhưng mà cái tâm nó không có đau, nó tránh bớt được cái sự uất ức, đau đớn, bức rứt khó chịu ở trong tâm. Thì mình nhìn cái khổ đau, mình đừng đồng quá là có cái tôi đau, cái đau này là của tôi. Như vậy thì khi mà mình có cái ý nghĩ sai lầm như vậy, cái tà kiến về cái bản ngã, mình đồng quá cái đau này là của tôi, rồi mình khó chịu, mình rực rãi, la hét hay là khóc lóc, thì như vậy đó, cái đau nó diễn ra trên thân và ở trong cái nội tâm chúng ta, thì cái đau nó sẽ nhân lên gấp nhiều lần. Còn khi mà chúng ta có sự hiểu biết, có sự quán sát thì cái cơn đau, thì mình lấy cái sự đau này nó là cái đề mục để mình tu tập. Mình quán sát cái đau này đó đâu phải là nó chỉ là một mực, một khối, một đống, mà sao nó cũng tăng rồi cũng giảm, rồi có khi nó đau ở chỗ này rồi một lát là nó di chuyển ở chỗ khác, để mình thấy rằng đó cái đau nó không phải là cố nhiên, nó cũng sanh cũng diệt, cũng tăng cũng giảm, nó cũng thay đổi, mà mình không thể làm được nó, mình không kiểm soát được nó, mình không có biểu nó là không đau được. Cho nên cái định lực cố nhiên đó là sanh, già, bệnh và cuối cùng là chết, thì cái khổ đau này chúng ta cũng không thể tránh khỏi. Nhưng mà nhờ chúng ta hiểu biết được Phật Pháp, chúng ta có sự nỗ lực tu tập, thì chúng ta sẽ làm giảm thiểu cái hai cái khổ đau, tức là cái khổ đau do nhân bất thiện và cái khổ đau do cái định lực cố nhiên. Hai cái này thì chúng ta cần phải hiểu biết, có sự quán sát để chúng ta không có uất ức trong tâm, chỉ để cái khổ đau nó diễn ra trên cái thân, trên cái
sắc quẩn mà thôi. À, giữ cái nội tâm được quân bình, an ổn. À, khi chúng ta dùng cái sự khổ đau, chúng ta làm cái đề mục quán sát. À, rồi trong đời sống thì chúng ta tránh xa những cái bạn ác, tránh xa những cái người mà có cái xu hướng hung dữ, làm những cái nhân bất thiện. Rồi chúng ta cũng phải cố gắng diệt trừ cái sân hận, ngã mạn, cái cố chấp trong cái nội tâm chúng ta. Vì nếu mà chúng ta không kiểm soát nó thì nó sẽ đem đến cái tai hại khổ đau trong đời sống hiện tại, và tạo thêm những cái nhân xấu ở trong ngày vị lai. Cho nên khi mà chúng ta nhận thức rõ ràng về ba cái nguyên nhân này đó, rồi chúng ta học pháp để có những cái cách thức để đối trị, để làm giảm thiểu đi những cái khổ đau trong đời sống. Rồi chúng ta đối đãi với nhau bằng tâm tư, tâm bi, chúng ta tha thứ, và chúng ta có cái hiểu biết rằng người mình khổ đau, người khác thì cũng khổ đau như mình. Cho nên chúng ta có cái lòng bi mẫn trước cái sự khổ của người khác. Mình giúp được thì mình sẵn sàng mình giúp để cho những người xung quanh giảm thiểu bớt đi những cái khổ đau. Rồi chúng ta thấy được những chúng sanh khác thành đạt thì chúng ta tùy hỷ, quan hỷ với cái sự thành đạt đó, cầu mong tất cả bản thân mình cũng an vui, mà cầu mong cho tất cả các chúng sanh, thân bằng quyến thuộc, cho đến những người không quen, không thân, cho đến những người thù của mình, cũng được, đều được an vui. Và luôn luôn chúng ta giữ một cái nội tâm quân bình, và hiểu biết được tất cả những cái khổ đau mà chúng ta phải gánh chịu ở trong thế gian này, nó từ đâu mà phát sinh ra, để chúng ta không có lầm lạc, chúng ta sáng suốt quán sát những cái khổ đau nó đang sanh khởi, đang sanh, đang diệt, nó đang thay đổi như thế nào, chúng ta biết rõ như thế đó. Chính những cái pháp này chúng ta thực hành thường xuyên để giữ cái nội tâm và có sự sáng suốt, bình tĩnh hay là quân bình, thì thường xuyên chúng ta thực hành như vậy, nó trở thành một cái nội lực mạnh mẽ. Đến lúc mà cái cần tử nghiệp nó đến thì chúng ta cũng ra đi. Cái chết thì không ai tránh khỏi rồi, ai rồi cũng phải chết, nhưng mà chúng ta chết như thế nào, rồi khổ cũng chết mà hạnh phúc cũng chết, buồn rầu rồi cũng chết, mà chúng ta sống một cách thanh thản rồi cũng chết. Nhưng mà tại sao mà mình không để cái sống với cái nội tâm quân bình, thanh thản, an vui, nhẹ nhàng, mà chúng ta cứ sống với cái tâm bực bội, sân hận, tị hiềm, thì làm cho cái nội tâm của chúng ta nó càng khổ đau nhiều hơn mà thôi. Cho nên chúng ta sống với trí tuệ, với tâm tư bi, hỷ và xả, để làm cho chính bản thân mình giảm thiểu được những khổ đau. Còn nếu mà chúng ta sống với cái tâm chấp thủ, cố chấp, rồi tị hiềm, thì mình cứ tự đày đọa, tự làm cho cái nội tâm của mình khổ đau.
thì qua cái bài học hôm nay thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều để chúng ta hiểu biết về sự khổ đau ở trong cái đời sống hiện tại. Chính nhờ cái hiểu biết được những cái nguyên nhân đưa đến khổ đau trong đời sống thì chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực tu tập, nỗ lực học hỏi trong lời dạy, trong những phương pháp của Đức Phật để chúng ta phát triển những cái thiện sự, chúng ta tu tập theo chánh pháp để hướng đến cái sự an vui, sự tốt đẹp. Thì tất cả những cái khổ đau trong quá khứ do nghiệp, do cái định luật thì chúng ta không thể nào sửa đổi. Nhưng mà cái khổ đau, những cái nhân bất thiện trong đời sống thì chúng ta có thể tránh được. Và khi mà chúng ta tránh được những cái nhân xấu, những cái sở hành phi pháp trong đời sống, chúng ta hạn chế cái khổ đau ngay hiện tại mà cũng đem đến cái hạn chế những cái nhân xấu, những cái quả xấu cho những kiếp sống tương lai. Thì cũng xin chia sẻ với quý vị một vài cái kinh nghiệm hiểu biết. Và với phước báo này thì cũng kính xin cầu chúc chư tôn đức trưởng lão, cầu mong các ngài pháp thể khai ngang, cũng kính chúc quý tôn nữ cũng như quý Phật tử, chúng ta theo cái lời dạy của Đức Phật rồi có được một cái nội tâm quân bình, sáng suốt, định tĩnh, và chúng ta cũng giúp cho những cái thân bằng quyến thuộc, những người xung quanh chúng ta cũng có được sự an vui, giảm bớt những cái khổ đau trong đời sống. Những cái khổ đau nào trong đời sống hiện tại này chúng ta có thể tránh né, có thể đoạn trừ để giảm bớt những cái khổ đau của kiếp nhân sinh, khổ đau của cái thân ngũ quẩn. Thì cầu mong tất cả quý vị an vui hạnh phúc, và cầu mong tất cả chúng sanh có sự an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha Giá. Và bây giờ thì xin cung thỉnh chư tôn đức, ngài Tý Đức cũng như tất cả quý tu nữ cũng như quý Phật tử cùng nhau thảo luận, chia sẻ thêm những cái điều hiểu biết để cái buổi sinh hoạt được tốt đẹp. Và cầu mong tất cả luôn luôn an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha Giá. Và bây giờ thì xin mời đạo tràng. Dạ, con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Thanh, các tu nữ và quý Phật tử. Trước hết con xin cảm ơn sư Pháp Thanh đã cho cái bài pháp thoại trong đề tài này là về người Phật tử nhận thức ba nguyên nhân của sự khổ đau do nhân bất thiện trong quá khứ, sự khổ phát do sở hành phi pháp trong thời hiện tại này, sự khổ phát sinh do định lực cố nhiên. Con có một vài câu hỏi muốn thỉnh sư chỉ dẫn con nhiều hơn. Chẳng hạn như mà sư nói, thứ nhất là sư nói phải nhận biết ra cái nguyên nhân của cái sự khổ đó. Chẳng hạn như mình phải biết cái đó là cái việc làm bất thiện, cái việc làm không tốt. Con thấy cái điều đó khó lắm sư ơi. Nếu mà họ nhận biết được thì nó đâu có chuyện, đâu có chuyện gì nói đâu. Cho dù người thân có họ nói nhưng mà họ đâu có chịu bỏ cái ngã đâu, họ vẫn giữ bám vào cái ngã. Cái này là của tôi, cái này là tôi đúng, cái này là họ sai. Dạ, rất là khó. Họ tranh cãi một chút cứ nói rằng họ không biết nhân quả. Nếu họ biết nhân quả
quả xấu đã trổ do từ nhân bất thiện trong quá khứ thì không có chuyện gì nói. Lúc mà họ nóng giận, họ có làm những điều rất là khó mà cản trở. Đó là một điều con xin hỏi sư, xin sư giúp làm sao để cho họ nhận biết rằng cái việc họ làm, cái việc họ nghĩ, cái việc họ nói là sai là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, sư nói là cái chữ mà sự khổ phát sinh do định lực cố nhiên, theo sư giảng đó là do cố nhiên, có nghĩa là cái định lực vô thường, khổ vô ngã. Chẳng hạn như là chúng ta già phải chết, con người phải sinh ra bệnh hoạn, có sum họp rồi có ly tan, cứ không bao giờ trường tồn. Nhưng đó là đối với con người, nhưng mà do con người gây ra từ nhân này nhân kia. Nhưng con có nghĩ rằng cái định luật tự nhiên trong thiên nhiên, chẳng hạn như thế giới ngày nay đó, cái thời tiết nó cũng không bao giờ giống nhau hết. Năm này nó khác hơn năm trước, năm này nó lạnh, nó nhiều tiết hơn năm ngoái, năm tới lại nóng nhiều hơn cái năm hồi vừa rồi, chẳng hạn như vậy. Nước sông thì không cầu thì nó lại ngập lụt, mà nước mà cầu nó thì nó khô hạn. Cái đó là do định lực tự nhiên thiên nhiên nó làm, chứ đâu phải con người ta làm. Chẳng hạn như vậy, chẳng hạn như là cái nước này thì nói về thiên tai á, thì khắp thế giới ngày hôm nay đều bị hết. Thì đối với thiên tai giống vậy, một gia đình đang yên ấm đàng hoàng giống vậy, bão tố thổi tung hơn với cái nhà, rồi trong gia đình có người bị tan nát bị chết, thì cái nguyên nhân sự bão tố đó thì không có do người trong nhà làm, mà nó ảnh hưởng tới tất cả mọi người trong cái vùng đó, hay là một cái nước đó, hay cả trên thế giới luôn. Tại bão tố mà nó di chuyển á, thì nó đi từ cái nước này rồi từ từ nó đi qua cái nước kế. Thì con coi tin tức thì con thấy nó nói vậy. Thì con thắc mắc rằng cái định lực tự nhiên mà của thiên nhiên ở ngoài giống vậy đó, sư có kể vô là định lực cố nhiên không? Tại nó cũng ảnh hưởng tới người nó làm giống vậy. Nếu mà thời tiết thuận hòa, mưa gió thuận hòa thì con người cũng vui vẻ, con người cũng điều hòa. Thời tiết bất thường, mưa to, gió lớn, sấm chớp ì ào, lạnh lẽo cũng làm trở ngại trong công việc hàng ngày thường nhật của loài người. Như vậy người đâu có làm gì đâu, nó cũng trải qua giống vậy. Thì cái định lực cố nhiên này có định lực tự nhiên của thiên nhiên giống vậy, sư có tính lại vô và định lực cố nhiên trong cái này không? Dạ con xin trả máy lại cho sư và xin cảm ơn sư trước. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ga Giá. Giờ thì cái sự thay đổi của cái thời tiết này nó cũng là nằm ở trong cái định lực cố nhiên, vì nó là vô thường. À, chính vì vô thường nó mới gây cái sự khổ. À, chứ nếu mà thời tiết nó thí dụ như ở bên mấy chùa người ta sau khi người ta tụng kinh á, là cầu cho phong điều vũ thuận, quốc thế dân ngàn. Nếu mà ở trên thế giới này á, cái thời tiết nó không có biến đổi, mưa thuận gió hòa, làm cho mùa màng tươi tốt, thì nó đâu đem đến sự khổ. Có lúc thì nó nóng quá mức, nó nóng mà chịu không nổi, rồi tới mà nó mưa đó, nó lũ lụt ngập lên tới nóc nhà. Chính vì cái sự biến đổi vô thường này mà nó cũng là một cái tác nhân nó gây ra cái sự khổ đau. Thì quý vị thấy rằng đó, có một số nước thì phải chịu mà bão tuyết lạnh nó xuống đến cái mức độ là âm 60-70 độ, rồi ngược lại thì có những nước á,
hồi đó giờ chưa bao giờ cái sức cái thời tiết mà nó nắng nóng đến cái đỉnh điểm như vậy, 40 mấy độ à. Rồi cái lúc mà nắng nóng á, thì cũng chết, mà rồi mưa quá lớn gây ngập lụt cũng chết hả nội, mà hai cái thời tiết á, nó vô thường biến đổi à, là nó cũng gây ra một cái tác hại khổ đau rồi à, chưa tính là những cái thiên tai khác như là động đất rồi núi lửa nó phun đó. Thì quý vị thấy rằng sự biến đổi vô thường của thiên nhiên, của thời tiết là nó tác động đến cái đời sống của chúng ta à, rồi nó gây ra biết bao nhiêu cái khổ đau cho chúng sanh à, đâu phải chỉ loài người à, đâu phải chỉ con người mình chịu, mà tất cả các cái loài vật khác à, cũng phải chịu ảnh hưởng đó. Bây giờ mà cái thời tiết nó nắng nóng quá, nhiệt độ nó tăng lên à, làm cho cá ở dưới sông cũng phải chết à, rồi nắng nóng quá nó dễ gây ra cháy rừng, thì các cái loài thú mà nó sống ở trong rừng nó cũng khổ nè, thấy không? Thành ra đó, cái biến đổi, cái vô thường thay đổi của cái thời tiết, cái khí hậu của cái quả đất là nó cũng đem đến một cái tác hại, một cái khổ đau cho chúng sanh nữa. À, rồi chưa tính là cái vấn đề mà à, nhiều cái tác hại khác mà bây giờ mình không thể nào mình tránh được. À, đó. Ai đâu có ai muốn mà nước nó dâng cao. Nhưng mà bây giờ á, thời tiết nó thay đổi. À, băng ở trên các cái vùng cực nó tan nhanh. À, thì bây giờ á, nước biển càng ngày cái mực nước biển thì nó sẽ dâng cao. À, mà khi mà nó dâng cao như vậy thì nó nhấn chìm một số đất đai ở ven biển à, những cái quốc gia mà có cái đất đai nó thấp hơn thì sao, mai mốt nó sẽ nhấn chìm à, thì chúng ta cũng nghe cái câu tục ngữ là sao à, biển quá cồn dâu mà cồn dâu quá biển à, có những lúc do cái tác động à, đất nó nhô lên cao à, thì từ cái đáy biển mà nó trở thành cái ruộng dâu à, rồi có những cái ruộng dâu à, thì khi mà biến chuyển à, nó lại bị sụp mất à, chìm vào cái dưới đáy sông hay là chìm vào đáy biển thì trở thành à, nó luôn luôn là nó thay đổi à, chính cái điều kiện thay đổi này mình không thể làm gì được à, do cái sự biến đổi của khí hậu của cái quả địa cầu này à, rồi núi lửa nó phun, mà khi núi lửa nó phun á thì cái dung nham ở trong cái lòng của quả địa cầu nó di chuyển, mà khi mà nó di chuyển như vậy á thì nó tạo ra cái động đất à, nhà cửa sụp đổ. Rồi khi mà những cái trận động đất mạnh mà nó gần biển à, cái đất nó bị sụp xuống thì nó tạo thành cái hố sâu, cái nước nó sụp xuống đó, rồi nó tung lên trở thành những cơn sóng thần à, đó thì mấy cái này là cái sức mạnh của thiên nhiên tàn phá, mình không thể nào làm được, mình không thể nào mà tránh được. Thì đó là cái sự vô thường, cái biến chuyển của khí hậu, của thời tiết, của quả đất. Thì cái này mình biết như vậy à, bây giờ mình không có than trời trách đất, không phải ông thần nào làm, mà đó là cái quy luật, cái sự biến đổi à, thay đổi của à, khí hậu, của thời tiết, của cái tác động của cái đời sống, cái à, địa cầu của mình, của chúng ta. Thì đó nó cũng nằm ở trong cái quy luật à, cố nhiên à, chính vì cái quy luật cố nhiên này, cái quả đất
nó hình thành, nó cũng từ cái hư không rồi nó trở thành cái quả địa cầu, cũng là sanh trụ rồi cũng đi đến sự tiêu hoại, đến một lúc nào đó rồi cái quả đất nó cũng tiêu hoại, nó nằm trong cái sự biến đổi của sự vô thường, thì nó cũng nằm trong cái quy luật đó. Dạ, thì chúng xin chia sẻ giải đáp cái thắc mắc của cô Kim. Dạ, chúc cô an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, bây giờ thì xin mời đạo tràng tiếp tục qua. Dạ, con xin cảm ơn sư Pháp Thanh đã giải thích về định lực cố nhiên đó. Nhưng con còn cái câu hỏi thứ hai đó là làm sao giúp cho người Phật tử nhận biết rằng những lời nói, những ý tưởng, những việc làm của họ là sai trái để chuyển đó. Cái đó sư nói sao? Còn câu thứ hai mà con, cái câu mới này con muốn hỏi sư tiếp theo cái định lực bằng cái số 1 đó. Cái số 2 chứ, những việc làm sai trái trong thời hiện tại này. Chẳng hạn như đó, trong một đất nước mà cái người chính quyền, cái người cầm đầu đất nước ngu như con heo vậy đó, ốc heo, họ vì tham lam một quyền lợi cho cá nhân của họ, họ chấp nhận chẳng hạn như họ cho những hãng xưởng của những nước khác lợi mở hãng xưởng làm gây ô nhiễm môi trường ở trong cái đất nước của họ, chẳng hạn làm cho ô nhiễm những cái vùng của sông núi biển cho đó, làm cá chết tùm lum hết, nhưng đó là hành động của cái người cầm quyền chủ động làm cho, còn những người dân đâu có làm gì được. Thì theo sư giải thích như thế nào? Đó là những cái người mà dân trong cái nước đó họ bị cái quả bất thiện trong quá khứ hay làm sao? Còn cái người mà đã tác động làm những cái vấn đề mà hư hại môi trường đó, nhiên là họ bị cái nghiệp quả báo, tại họ tạo cái nhân bất thiện trong hiện tại, trong tương lai thì họ sẽ bị. Nhưng mà sư giải thích làm sao những người dân trong cái nước, trong lúc đó họ đâu có làm gì đâu, họ đâu có muốn vậy, nhưng mà họ bị cái giáng xuống làm công việc của họ phải đình trệ, họ không ra biển đánh cá được nữa, tất cả cá đều chết dơ hết, môi trường đều dơ, không, những người buôn bán dòng theo đó không có thể buôn bán được, tại môi trường ô nhiễm, du khách không có lợi nữa. Như vậy sư giải thích cho con biết thế nào, phải định tội như thế nào, những người đó sư phân tách ai tội ai lỗi và nhân quả như thế nào. Con xin cảm ơn sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Thì ở đây á, chúng ta thấy rằng á, cái người mà chủ của một gia đình nếu mà có cái đường lối phương hướng sai lầm thì sẽ gây tổn hại cho một gia đình. Mà nếu một người là nguyên thủ của một quốc gia, một ông vua là một cái người đứng đầu của một quốc gia mà vì cái sở hành phi pháp thì nó sẽ đem đến cái tác hại cho một đất nước. Cho nên á, Đức Phật đã dạy về những cái pháp, những cái dương pháp, tức là những cái ông quan hay là những ông vua đó thì phải hành như thế nào để đem đến cái sự an vui tốt đẹp cho một quốc độ. Thì cái này đó, chỉ có bản thân những cái người đó họ học rồi họ tìm hiểu rồi họ tự sửa đổi lấy, chứ còn mà bây giờ á không có ai mà thấy sửa đổi được. Một cái đơn giản thôi, bây giờ cô thấy là mấy đứa bé đó nó còn nhỏ, nó ham chơi, có đứa thì nó thích chơi, những đứa bé gái thì nó hay thích chơi những cái con búp bê, còn mấy đứa bé trai á thì nhiều khi là nó thích dập bùn đất. Nhưng mà nó đâu có biết cái đó là cái tai hại. Nó nghĩ là cái trò đó là trò vui. Nó dập bùn đất, rồi là tắm mưa, tắm nào kia nọ. Nó có thể bị bệnh tật do những cái vi trùng nó xâm nhập, hay là hoặc là do
tắm mưa rồi có thể bị cảm, đem đến bệnh tật. Nhưng mà vì nó ham thích trong cái đó, bây giờ cô có ngăn cản thế nào nó cũng không chịu. Cho đến khi nào mà nó lớn lên rồi, tự nhiên nó không còn vui thích trong cái những cái trò vui đó, tự nó chán ngán, tự nó hiểu biết, rồi tự nó từ bỏ. Cái người mà họ thích thú trong cái việc mà uống rượu đó, bây giờ á không có ông tiến sĩ, ông bác sĩ nào mà có thể nói cho nó bỏ rượu được. Chỉ khi nào mà cái xơ gan, cái bệnh tật nó đến chứ nó đó. Mà sư thấy rồi, có nhiều người á xơ gan là xơ gan, nhưng mà khi mà trị bệnh mà gần hết mạnh lành trở lại rồi đó, rồi cũng bác sĩ là ngăn cấm, nhưng mà về thời gian rồi đó cũng không có kềm chế cái thèm muốn, rồi uống rượu trở lại. Mà khi mà đã xơ gan mà qua khỏi rồi mà uống rượu trở lại mà nó tái trở lại đó, thì bác sĩ cũng đành chịu thua. Đó thì sao? Tại vì người ta không có giác ngộ được, người ta không có hiểu biết được là cái uống rượu đó là nó đem đến cái tai hại. Cho nên người ta qua khỏi được cái cơn bệnh đó rồi thì nó nghĩ là vậy là ổn rồi, vậy là hết bệnh rồi. Rồi lại tiếp tục đem những cái chất độc tiếp tục đưa vô trong cái cơ thể. Thành ra đó, cái vấn đề mà cái sự giác ngộ này đó, hiểu biết này đó, phải tự bản thân mỗi người phải tìm hiểu, phải học hiểu rồi sửa đổi, chuyển hóa lấy cái nội tâm mình. Chứ còn mà đối với những chúng sanh này đó, thì dù cho Đức Phật còn tại tiền, Đức Phật cũng không thể nào mà chuyển đổi họ được. Chỉ có họ có nỗ lực tìm hiểu, học hỏi rồi sửa đổi, đi theo chánh pháp, đi theo những cái phương pháp mà Đức Phật dạy đối với những cái gì mà đứng đầu của một quốc độ mà thực hành để đem đến sự an vui cho bản thân của họ và đem đến sự an vui ở trong quốc độ mà thôi. Còn nếu mà những chúng sanh vì cái cộng nghiệp cộng nghiệp với những cái ông đó thì họ đành chịu theo cái nghiệp xấu đó mà thôi. Còn nếu mà những người mà ta có phước hơn thì người ta sẽ tìm cách ta rời bỏ cái quốc độ đó, cái trú xứ đó, người ta tìm đến những cái nơi nó an ổn tốt đẹp hơn. Chứ bây giờ á sư cũng không có cái phương cách nào mà để chỉ cho mấy ông đó mà có thể giác ngộ được. Thì chỉ có là khi nào họ hiểu biết rồi tự chuyển hóa, tự sửa đổi lấy bản thân. Chứ còn bây giờ mình không có phương cách nào hết. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của cô Kim. Tự mỗi người phải giác ngộ lấy chính mình rồi thôi. Chứ còn bây giờ Đức Phật đã dạy những cái phương pháp rồi, mà bây giờ người ta vì ham cái quyền lực, vì ham những cái vật chất, tiền tài, địa vị của thế gian, người ta đánh đổi cái lương tâm, thì bây giờ mình chịu thua thôi chứ biết sao mà sửa đổi được. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ bây giờ xin mời trong đạo tràng.
Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay và cũng đã giải đáp hai câu hỏi của Xích Kim. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Nguyên Trang ơi, có nghe được âm thanh Nhật Bình không Nguyên Trang? Dạ, con nghe phải không? Dạ, cảm ơn Nguyên Trang. Dạ, con xin thay mặt đại chúng tâm rung mà thành kính cung thỉnh sư. Dạ, dùng nước bạch sư. Con thấy sư giảng một thời gian cũng hơi dài, chưa có nghỉ, chưa có dùng nước. Dạ, con cung thỉnh sư dùng nước để con mời đạo tràng có những câu hỏi, sư lại tiếp tục giải đáp ạ. Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, đồng hồ con còn 20 phút nữa. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị. Trong khi sư dụng nước, kính mời quý vị có thể đưa ra những câu hỏi để như thế nào, để cái gì mình chưa hiểu thì mình hỏi để cho hiểu, để mình học và hành theo cái giáo pháp của Đức Thế Tôn để mình tu tập cho được an lạc đời này và đời sau. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Nguyên Như nè, Nguyên Như có hỏi gì không nè, Liên Hoa nè, dạ cô Khê Ma nè, chị Meta, Xích Trần Đạo, Nguyên Trang. Dạ, quý vị có hỏi gì không? Nhật Quỳnh đỡ mít cho sư một chút thôi, để sư nghỉ ngơi chốc lát rồi sư dùng nước. Dạ, kính mời quý vị có thể đưa bàn tay lên. Dạ, cô Kim hôm nay giỏi quá, hỏi hai câu rồi. Dạ, kính mời đạo tràng. Dạ, cô Thoại Vân có câu không cô? Dạ, cô có câu hỏi hay không? Kêu con, đúng rồi, Nguyên Như đưa bàn tay lên. Có gì thắc mắc không? Mời Nguyên Như. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Và con xin kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, con xin kính lãnh lễ Sư Pháp Thanh, con xin kính lễ cô tu nữ Khê Ma, và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con có một cái câu hỏi là khi mà con nghe sư giảng á, về cái những cái nhân nguyên nhân sanh ra khổ đau á, thì con thấy có những cái trong cái cuộc sống của mình nó có những cái vị mà người ta sống trong đau khổ, mà giống như cái tâm hồn của người ta lúc nào nó cũng thánh thiện, lúc nào cũng nghĩ về cái chuyện hơn hết á, gọi là tiếng Việt con gọi là gì? Tiếng Anh là optimistic, tiếng Việt giống như lúc nào cũng lạc quan, yêu đời, hoặc là nhiều khi đang xui lắm nhưng mà họ cũng nhìn về cái khía cạnh đó, mặc dù họ không có biết đạo bạch sư. Rồi có những người á, thì lúc nào cũng ăn trên người ngồi trước, lúc nào cũng gặp những cái chuyện rất là hên, nhưng mà trong cái tâm á, lúc nào cũng kiếm ra một cái chuyện gì đó để mà không có vừa lòng vừa ý hết á. Thì có những khi á, những cái nguyên nhân gây đau khổ đó đó, con thấy nó cũng là một phần thôi, nhưng mà về cái não trạng trong cái tâm đó cũng là một cái phần quan trọng. Ở đây con nói là không, hai người không có biết về tu tập hết á, thì có phải á, là tự dị cái gen người ta sinh ra như vậy, hoặc là cái trong cái nhân thiện trong quá khứ người ta có quá là nhiều, thành ra những cái chuyện mà cái nhân sanh khổ người ta giống như là không có bị ảnh hưởng tới cái tâm của người ta nhiều. Con nói chẳng hạn như ví dụ một cái trong chẳng hạn một cái thí dụ nhỏ là ở trong cái một cái tai nạn xe đi, có một người bị đụng xe, bị quẹt một chút xíu thôi thì người ta cứ cằn nhằn là cái xe bị trầy, rồi phải tốn tiền mua sơn, rồi phải trả 500 đồng tiền sửa một cái miếng đó. Trong khi có một cái người họ lạc quan á, thì họ cũng nhìn một cái accident giống hệt như vậy mà họ lại nói là wow, cũng đỡ quá, chứ nếu mà đau tông thẳng á, là chắc là vô bệnh viện rồi. Thành ra con thấy những cái khi mà cái tâm của mình á,
cái suy nghĩ mình có lạc quan hơn á, thì ngay cả mình không có biết tu tập á, mình cũng có thể là mình sống một cách giống như nó nhẹ nhàng hơn, giống như mình lướt qua những cái khổ đau mà mình không có bị nó dằn vặt mình từng chút. Còn nếu mà mình hơi khó tánh, khó chịu quá đó, thì cái gì hoặc là bị một con kiến cắn chút xíu, hoặc là một trầy một chút xíu mà mình cũng đau khổ cả ngày. Như vậy là những cái hên của mình nó cũng phải là nhân quá khứ, phải không bạch sư? Hay là những cái người đó là phải có cái tâm rất là vững chãi hay sao mà nó mới vượt qua được bạch sư? Cái đó con cũng thấy là một cái phần về một cái tâm và một cái thờ phần về những cái điều kiện ở bên ngoài tác động vô bạch sư. Dạ con xin dâng mít lại cho sư ạ. À. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ga giá. Thì để giải đáp cái thắc mắc của Nguyên Như, là có đôi lúc trong cái đời sống của chúng ta đó, đâu phải là tất cả đều do cái duyên nghiệp, mà nó còn do cái tác động của hoàn cảnh xã hội. À, nếu mà chúng ta thân cận với những cái người mà cái tâm tánh bỏng sẻn, ngã mạn, chấp thủ, rồi lần hồi chúng ta cũng bị lây nhiễm về cái đó, thì ở trong Pháp Cú Kinh quý vị cũng học cái có cái học mà một cái câu Pháp Cú nói về cái ông vua đó, ông ta đi tắm ngoài sông rồi nhặt được một cái trái xoài ở trên nguồn, nó trôi xuống đó, rồi ông ta ăn thì cái trái xoài đó rất là ngon, nó thơm. Nhưng mà vì cái tâm bỏng sẻn, khi mà có những cái quả xoài mà chín á, ông ta tặng cho những ông vua khác đó, để ông ta cho người á dùng một cái vật sắc nhọn á đâm cho hư cái mầm của cái hột xoài đi. Cho nên mấy ông vua này khi mà nhận được cái quả xoài ăn thì nó rất là thơm ngon, nhưng mà biểu cái người làm vườn của mình á đem đi trồng thì nó không có lên, bị cái mầm nó bị người ta lấy cái sắt nó đâm cho nó hư rồi. Đó. Thì ông vua ở bên cái nước này trả thù bằng cách sao? Cho cái người làm vườn của mình đi qua làm vườn cho cái ông vua bên này. Rồi sao? Ông này á mới làm cho cái cây nó hư hoại đi, là sao? Trồng một cái cây sầu đâu ở sát bên cây xoài. Rồi á trồng cái dây thần thông là một cái vỏ loại dây leo cho nó quấn ở trên cái thân cây xoài. Thì vì á cái cây cái xoài trước kia là nó rất là ngọt và thơm, nhưng mà vì á cái cây sầu đâu với lại cái dây thần thông là một cái loại mà nó đắng, nó ở gần bên lâu ngày, những cái chất độc ở từ cái cây sầu đâu và cái dây thần thông đó nó bám vào cái thân cây xoài, nó bị cây xoài nó bị tiêm nhiễm, thì những cái trái xoài á, những cái mùa sau này nó đắng ngắt đó. Thì cũng vậy, có những cái nghiệp á mà vì chúng ta xu hướng theo kẻ xấu, kẻ ác rồi chúng ta thực hành đem đến cái hậu quả khổ đau, tức là những cái nghiệp gọi là bất thiện trong đời sống hiện tại, những cái sở hành phi pháp, thì nó sẽ đem đến cái hậu quả. Thì do đó mà cái người Phật tử chúng ta biết, chúng ta sống với cái tâm là Đức Phật dạy nhau, mình phải thấy cái hay, cái tốt của mọi người. Bản thân chúng ta cũng không thể nào mà hoàn chỉnh, bản thân chúng ta cũng còn lỗi lầm. Thì người khác cũng vậy, tại sao mà mình có thể mình tha thứ, mình xả bỏ những cái lỗi lầm của mình,
mà mình không chịu tha thứ, mình không có xả bỏ cho những cái lỗi lầm của người khác. À, tại vì mình cái tâm mình chấp, à, mình chấp thủ. À, có nhiều người á, người ta làm cách nào cũng không có vừa ý. À, phải tôi làm nó mới đúng, tôi làm á là mới nó hợp lẽ, tôi làm á là nó mới tốt đẹp. Tại vì những cái người này đó, đối với họ là chỉ có họ là số một thôi, tất cả xung quanh nó không ai làm vừa ý được hết. À, bây giờ mà làm cách gì đi chăng nữa, họ cũng lại họ tìm cái lỗi, họ sửa một chút họ mới chịu. Nha. Chứ còn không bao giờ mà mình làm thế nào mà họ chịu hết đó. À, cái gì của họ cũng là tốt, cái gì của họ cũng là quý, cái gì của họ cũng là hàng số một hết. Đó, thành ra đối với những cái chúng sanh này đó, sống như vậy đó, để dễ dàng gây cái quan trái, à, tạo cái sự khổ cho chính mình, rồi á, làm sao? Làm cho những người xung quanh riết rõ cũng bực bội, không hài lòng. À, đó, thành ra đó, khi mà chúng ta mà sống gần những cái người đó, chúng ta cũng bị khổ lây. À, nếu mà mình không có sự kham nhẫn, nói chứ phàm nhân mà, cái sự tu tập mình nó cũng có mức độ, chứ đâu phải là như các cái bậc thánh nhân mà kham nhẫn tuyệt đối được. Ha. Mình nhẫn nhịn, nhưng mà đến một mức độ nào đó là mình cũng không thể nào mà nhẫn được, thì nó sẽ có chuyện. Đó. Thành ra đó, tốt nhất là mình biết những cái người mà cái tâm tánh mà họ chấp thủ như vậy đó, thì thôi, tốt nhất là mình tránh xa nó cho nó chắc ăn. À, thành ra đó, một là không xu hướng theo những cái ấy. Cho nên trong bộ, trong cái chuyện tiền thân, Bồ Tát có nguyện, à, tránh xa người ngu, không gần người ngu, không nghe người ngu. À, tại vì á, khi mà mình gần nó rồi, nó nói những cái điều ác xấu, rồi hàng ngày mà mình phải nghe những cái điều ác xấu đó, và đôi lúc có lâu ngày nó cũng tiêm nhiễm trong cái nội tâm chúng ta. À, cho nên đó là cách tốt nhất là biết những cái người như vậy thôi, mình lần hồi mình tránh xa là chắc ăn nhất. Chứ còn đó, mình mà sửa đổi họ không có được đâu, à, không có thay đổi họ được đâu. Tại vì cái tâm tánh của chúng sanh đó, do cái tiềm miên trong quá khứ một phần, mà một phần đó, do thiếu sự hiểu biết, không có sự tu tập, rồi từ cái những cái tiềm miên ở trong quá khứ cộng với là cái sự chấp thủ cống cao ngã mạn trong đời sống, à, những người này á, họ có chút đỉnh được cái kiến thức, có được chút đỉnh quyền lực, à, có một chút địa vị, thì cái tâm cống cao ngã mạn của họ là càng tăng trưởng hơn nữa. À, cho nên á, là tốt nhất là mình nên mình tránh cho rồi, cho nó chắc ăn. Nhưng mà còn ở đó là mình góp ý, mình nói sửa đổi hay là ấy cho họ là mình càng gánh thêm nhiều cái phiền não mà thôi. À, như hồi nãy sư nói, những người này đó chỉ có là khi nào mà họ tìm hiểu, họ học pháp, họ hiểu pháp, rồi bản thân họ tự nhận thức, tự họ hiểu biết, tự họ thấy được cái đó là cái sai trái, cái đó là không tốt đẹp, rồi tự họ sửa đổi, tự họ chuyển hóa mà thôi. À, thì cũng xin giải đáp cái sự thắc mắc của cô Nguyên Như. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, bây giờ thì xin mời đạo tràng. Dạ, chắc thời gian cũng không còn bao lâu nữa, mời các cô có ý kiến hoặc là có thể sám hối rồi kết thúc buổi sinh hoạt Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, bây giờ mời đạo tràng.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con Nguyên Trang, và một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào đạo tràng. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã cho bà đã cho chúng con một cái thời pháp ngày hôm nay rất là hay ạ. Cô Nhật Quỳnh ơi, cô có trước máy không cô? Dạ cô có trước máy cho con xin bàn tay, tại vì con thấy mình cũng hết giờ, mình còn 6 phút nữa đó cô. Dạ con không biết là trong khi chờ đợi cô Nhật Quỳnh, con không biết là ở trong room mình có Nguyên Trang nói 3 phút đi. Dạ sao con thấy bàn tay của cô Nhật Quỳnh, dạ con kính gửi mic lại cho cô ạ. Cảm ơn Nguyên Trang nha. Tại vì Nhật Quỳnh chức quan nguyệt đó quý vị, bị giống y như hôm tình trạng mình hôm đó đó Nguyên Trang, nên là không vào đạo tràng được. Quan Nguyệt gọi điện thoại cho Nhật Quỳnh nên làm bộ làm thầy một chút xíu nha, nên làm bộ làm thầy một chút để cho Quan Nguyệt có thể vào room được bây giờ cũng như ngày mai nha, nên chậm trễ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, sa thú linh thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh rất là nhiều. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng, và con xin phép quý ngài và xin phép đạo tràng. Dạ còn không biết nha, hên xui nha sư. Dạ sư khoan đi nha sư, hên xui nha sư. Dạ Nhật Quỳnh xin phép, con xin phép quý ngài và Nhật Quỳnh xin phép đạo tràng. Theo như lời ngài Trí Đức nói thì giống như khi mà một vị lên thuyết giảng đầu tư vào trong đó rất là nhiều. Dạ mà vị giảng sư đầu tư vào cái bài pháp của mình rất là nhiều, nên ngài Trí Đức thường nói với Nhật Quỳnh, khi mà một vị giảng sư lên giảng pháp thì mình phải tôn trọng giảng sư, tức là mình phải tôn trọng cái đề tài của sư đưa ra và mình lắng nghe. Còn mọi chuyện muốn nói chuyện gì với nhau thì mình nói ngoài BM, đừng nói trong trang, rồi làm cho vị giảng sư phân tâm thì cái bài pháp nó sẽ lạc lẽo đi. Và kính mong đạo tràng hãy hoan hỷ tôn trọng pháp. Và đây là lời cái pháp của Đức Phật, không phải là một cái chuyện nói chơi nói giỡn gì được hết. Và nên Nhật Quỳnh rất mong, và rất mong đạo tràng hãy vì giáo pháp của Đức Thế Tôn, khó khăn lắm mà mới có một giảng sư để vào đạo tràng giảng pháp, không phải dễ dàng đâu, rất là nhiều trở ngại. Hôm nay mình vào nghe pháp được, chưa chắc gì ngày mai mình vào nghe được đâu quý vị. Bản thân Nhật Quỳnh luôn luôn nghĩ như vậy, bữa nay mình vào nghe được, ngày mai chưa chắc, nó rất nhiều trở ngại. Nên kính mong tất cả đạo tràng quý vị hoan hỷ trong cái thời pháp của quý sư giảng, mình tôn trọng. Nếu muốn nói chuyện gì mình biết em mình nói chuyện với nhau để sư không bị phân tâm. Nam mô Bụt Tha Giá, kính mong đạo tràng hoan hỷ dùm. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ bây giờ thì con thấy còn có 3 phút thôi. Dạ con con Nguyệt chào được rồi, xa thú. Dạ con Nguyệt có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ bây giờ thì con thấy còn có 3 phút. Con xin kính mong đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp, và nhà cảm ơn Thời Vân. Và sau đó con cùng thỉnh ngài Trí Đức, nếu ngài trở lại đạo tràng thì ngài chúc phúc, còn không thì thượng tọa Pháp Thanh giúp giùm. Tại vì hôm nay là ở Ngọc Đạt ngày 29 là có một ngày tu tập ở tại chùa Ngọc Đạt, con nghĩ giờ này ngài Trí Đức đã phải ra tiếp mà chư tăng cũng như Phật tử rồi, nên có lẽ là ngài không có trở lại đạo tràng. Dạ con xin nói trước. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh cảm ơn Quan Nghiệp, dạ cảm ơn Hội Vân, và dạ, con xin sám hối, kính mong đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uất tam ang ghe na quan đề hằng ba đà phạn sum qua ruột tam ang buột thể vô kali tô đô sâu buột thâu cam tu tăng mà măng
Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật là đấng chi tôn chỉ thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng thẩm anh cha đưa vị thăng và răng thẩm mê vô kha li tô đổ sô thẩm mô ca ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha đưa vị thốt tâm ăn sẵn khê vô khá lý tổ đô sô sẵn khô khả mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là thành tăng và thành tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Nam mô Bụt Tha Giá. Và theo như lời của Thượng Tòa Pháp Thanh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Trí Đức từ bi phúc chúc cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Ngài có trở lại máy chưa? Ngài cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, vậy là Ngài không có trở lại máy rồi. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Thượng Tòa Pháp Thanh từ bi phúc thúc cho đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. À, thì theo lời dạy của Đức Phật thì thôi, chúng ta sống cũng nên có đối đãi với nhau bằng tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm mỹ, tâm xã, để cho cuộc đời nó bớt khổ đau. Chúng ta cuộc đời đã khổ đau nhiều rồi, khổ đau do duyên nghiệp, rồi khổ đau do định của vô thường, khổ vô ngã, sanh già bệnh chết. Cho nên những cái gì mà chúng ta tha thứ thì chúng ta nên mỉm cười, xả bỏ để bản thân mình được bình an và những người xung quanh cũng được bình an, để cuộc đời nó tươi đẹp hơn. Sau đây để kết thúc buổi sinh hoạt, sư xin phúc thúc nhắn đến trong đạo tràng. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhuta nuvave nisada sothi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma nuvave nisada sothi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha nuvave nisada sothi bhavantu te. Tất cả bao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự lời thường thường định người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thải. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thu lành thai. Dạ ni tha phụ ta ni sa ma gấp ta ni phụ ma ni hoa gia ni quán ta lịch khê. Ta tha ca tăng đê qua ma nô su bố chê tăng bố thăng na ma sa na su vát. Thì hô tu dạ ni tha phụ ta ni sa ma gấp ta ni phụ ma ni hoa gia ni quán ta lịch khê. Ta tha ca tăng đê qua ma nô su bố chê tăng thăm mang na ma sa na sư hoa thổ tu gia ni thập hữu ta ni sa ma các ta ni phụng ma ni hoa gia ni hoa anh ta li khởi ta tha ca tăng đề qua ma nu sư bố chi tăng sẵn thăng nam ma sa na sư hoa thì hô tu hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hồi họp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư Phật
là các đấng giáo chủ đã được chứng quả giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được phát sanh thành lợi. Hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, hoặc hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không, mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ các pháp đã có giống nhau, mà chữ thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được hoặc sanh thành lời. Hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, hoặc hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không, mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư tăng đã coi giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được hoặc sanh thành lợi. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ không mọi điều, lòng vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, viên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đau màu, tu hành tinh tấn, ngọ hầu vô sanh. Năm mô Bích Tha, giá chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra do học pháp thính pháp, thảo luận Phật pháp, đến với chư thiên hậu trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chân lý thiền đường, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức, pháp thể kinh an, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng, chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng điều nhau cả thảy. Y đăng quân nhân Nibbanas Sabbat cha yo ho tu. Y đăng quân nhân Nibbanas Sabbat cha yo ho tu. Y đăng quân nhân Nibbanas Sabbat cha yo ho tu. Một lần nữa, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy những câu Phật ngôn để chúng con được sức ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài. Cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý sư cô, quý cô chú anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc chư tôn đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành Rome Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, kính mời quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào Rome theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ Rome có nhiều điều sơ thật, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối chư tôn đức tăng ni, cầu mong quý ngài từ bi hoan hỷ hỷ xả con. Một lần nữa, con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho Rome Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha giá, con kính chúc quý ngài. Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, con xin phép được xuống mít để trong ban điều hành chúng con để bài kệ kinh hạnh phúc kinh, và sau đó chúng con cũng xin phép được khép cửa room. Kính chào tạm biệt đạo tràng. Nam mô Bích Tha giá. Yeah.
ga la mu sa mam dhamma chariya cha jnata kanam cha sangah anavajjani kammani etam mangalam uttamam etam mangalam uttamam etam mangalam uttamam Virati papa, majja pana cha sanyamu, abhamado cha dhammesu, etam mangalam uttamam. Etam mangalam uttamam, etam mangalam uttamam. Karavu cha nivato cha santutti cha katanyuta, kalena dhamma savanam etam mangalam uttamam. Etam mangalam uttamam, etam mangalam uttamam.